tâm thanh lọc, tâm lý cho trong sạch thường được xưng tán là điều ngự trượng phu thứ bảy sắc tha đề quá mắng nút xa năng. Bậc đạo sư thầy của chư thiên và người thường được xưng tán là thiên nhân sư thứ tám bút thô, bậc đại giác, bậc chứng quả bốn sự thật cao thượng hay tứ thánh đế và giúp chúng sanh giác ngộ. Bốn sự thật cao thượng này qua sự thực hành thiền minh sát niệm xứ thường được xưng tán là Phật. Thứ chín Sakkāwa, bậc toàn thiện được xưng tán là Thế Tôn. Sakkāwato Bhagavata Dhammo Sambuddhikkhō Akkhalikkhō Ehipassikkhō Upanayikkhō Saccattam Vedittābbo Viññuhīti. Phẩm chất của Pháp gồm có 6. Thứ nhất, Sakkāwato Bhagavata Dhammo, toàn hảo là giáo pháp của Đức Phật, vì những lời giáo huấn của Ngài thì hoàn hảo phần đầu, phần giữa và phần cuối. Thứ hai, Sambuddhikkhō, hiển nhiên có thể tự mình kinh nghiệm. Thứ ba, Akkhalikkhō, lợi ích tức khắc ngay, bây giờ và ở đây. Thứ tư, Ehipassikkhō, đáng khuyến khích thực hành để kinh nghiệm. Thứ năm, Upanayikkhō, đáng gìn giữ và cu mang. Thứ sáu, Saccattam Vedittābbo Viññuhī, đáng được các bậc thiện chí kinh nghiệm. Phẩm cấp của tăng Supatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, Uyupatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, Nyājapatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, Sāmbhagavato Sāvakasaṅkho, Yānitaṃ cakkhāri purisayuga niyattapusapukkhala, Esabhagavato Sāvakasaṅkho, Ahunayo Pahunayo, Dakkhinayo Amchalikaraneyo Anuttaraṃ Puṇyakkhetaṃ Lokassati. Phẩm cách của tăng gồm có 9. Thứ nhất, Supatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, thực hành giáo pháp một cách tốt đẹp là các tỷ tử của Đức Phật. Thứ hai, Uyupatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, thực hành giáo pháp một cách nghiêm túc là các đệ tử của Đức Phật. Thứ ba, Nyājapatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, thực hành giáo pháp để giác ngộ là các đệ tử của Đức Phật. Thứ tư, Sammipatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, thực hành giáo pháp một cách đáng ngưỡng mộ là các đệ tử của Đức Phật. Yadutam chakta vipurisa yuga niyathapusapukkala, có bốn đòi hài tám bậc thánh. E sapagavato sāvakasaṅkho, các bậc đệ tử này của Đức Phật. Thứ năm, ahunayo, xứng đáng được cúng dường như các vị trời hay chư thiên. Thứ sáu, pahunayo, xứng đáng được dâng cúng thực phẩm như được sửa soạn cho thượng khách. Thứ bảy, dakkhinayo, xứng đáng được cúng dường để hồi hướng phước báo cho bà con thân quyến đã quá vãng. Thứ tám, Anchalakariniyo, xứng đáng được đảnh lễ. Thứ chín, Anuttaraṃ Puṇyakkhetaṃ Lokassa, là ruộng phước hoa phước điện vô song cho thế gian. Phẩm cách của tăng Supatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, Uyupatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho, Nyājapatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho. Con đọc cái này xong, con xóa đi. Con sám hối, con xin đọc kinh Sambuddhe. Sambuddhe, Sambuddhe, Asawi, Samchada, Dasamcha, Sahapsa, Ke, Samchasata, Sahapsa, Minama, Mithidasa, Ahang, Te, Sang, Tham, Mancha, Sang, Samcha, Adare, Nanama, Mihang, Namakkhara Nupāve Nahantva Sabbe Upādave Anekha Antaraya Vivinattantu Aise Sato Sambuddhe Pankapanya Sankakatuve Sati Sahapsake Dasasata Sahapsa Ninamha Nisirasa Ahante Sankhammanca Sankhamca Adare Nanama Mihang Namakkhara Nupāve Nahantva Sabbe Upādave Anekha Antaraya Vivinattantu Aise Sato Sambuddhe Navuṅtarasate Akkhakatta Lisati Sata Sahapsa Ninamā Misirasa Ahante Sankhammanca Sankhamca Adare Nanama mihang namakkhara nupāve nahantva sabbe upādave anekha
anh ta ra và khi đi nắp cầm tua xe sát tô, con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến chi, 12.000 vị chánh biến chi và 500.000 vị chánh biến chi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến chi ấy do sự lễ bái cúng dường. Xin nhờ quay được các vị chánh biến chi mà những điều rủi ro và tai hại thấy điều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biến chi, 24.000 vị chánh biến chi và 1 triệu vị chánh biến chi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng đạo của các vị chánh biến chi ấy do sự lễ bái cúng dường. Xin nhờ quay lực các vị chánh biến chi mà những điều rủi ro và tai hại thấy điều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biến chi, 48.000 vị chánh biến chi và 2 triệu vị chánh biến chi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến chi ấy do sự lễ bái cúng dường. Xin nhờ quay lực các vị chánh biến chi mà những điều rủi ro và tai hại thấy điều diệt tận. Sắp đề sắc ta về ra hòn tu sư kinh ta hòn tu nít đúc kha tu nhì kha hòn tu bì kha dứt kha hòn tu a rô ga hòn tu sam tắc kỳ hi sam nít chăng tu sư kỳ ác ta năng phá ri hóa rành tu đúc khắp thác ta cha nít đúc kha thay giáp thác ta cha nít thay gia sô khắp thác ta cha nít sô kha hòn tu sắp đề phi tha ni nô. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, đừng cho sinh kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Con xin quý vị trong đạo tràng gom tâm lại thanh tịnh để thọ trì tam quy và ngũ giới. Ukasa mai yang bang te di som rakanat tha yatita rak ne na sa phang ke chi la mi ya cha ma tu ti yam di mai yang bang te di som rakat tha yatita rak ne na sa phang ke chi la mi ya cha ma ta ti yam di mang bang te di som rakanat tha yatita rak ne na sa phang ke chi la mi ya cha ma. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính con đem bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tâm quy vào ngũ giới theo cho được sự lợi ích. Con bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tâm quy ngũ giới nơi tâm bảo đi văn giữ hành theo cho được lợi từ sự lợi lần thứ nhì. Bạch quá đại đức, con chúng con xin thọ trì tâm quy vào ngũ giới nơi tâm bảo đi văn giữ hành theo cho được lợi sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm để đức phá giáo hoa đó nhà đà bạc á ra hân cao thượng được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm để đức phá giáo hoa đó nhà đà bạc á ra hân cao thượng được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phá giáo hoa đó ngài đà bạc á đa hăng cao thượng được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cung thỉnh chư trí đức cầm mít để truyền tâm quy ngũ giới cho chúng con. Xin thân con xin cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Tham Mai Nhã, Nam mô Sang Khai Nhã. Xin lễ chư tôn thượng đức tăng, xin chào chư cô tu nữ, xin chào chư các nam tín nữ. Hôm nay là ngày sám hối, ngày bắt quan trai giới, nhưng mà sư kim không thọ bắt quan trai giới được, cho nên mới đọc xin ngũ giới. Đạo tràng thông cảm ha. Bụt đăng sa đăng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm măng sa đăng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng khấn sa đăng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đồ ti âm bi bụt đăng sa đăng ca chi ha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti dâm vị đẩm măng sạch nâng ca chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô ti dâm vị sân thân sạch nâng ca chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng.
lần thứ nhì ta thi dâm bi bút đăng sa nâng ca chá mi con em mới lòng tình tình xin quy Phật lần thứ ba ta thi dâm bi đấm măng sa nâng ca chá mi con em mới lòng tình tình xin quy Pháp lần thứ ba ta thi dâm bi sang khăn sa nâng ca chá mi con em mới lòng tình tình xin quy Tăng lần thứ ba Bục thần Sa Lợi Năng Cát Cha Ni, con đem hết lòng thành kính xin đi Phật. Thầm mang Sa Lợi Năng Cát Cha Ni, con đem hết lòng thành kính xin đi Pháp. Tăng khăn Sa Lợi Năng Cát Cha Ni, con đem hết lòng thành kính xin đi Tăng. Chủ Ti Dâm, con đem hết lòng thành kính xin đi Tăng lần thứ ba. Chủ Ti Dâm đi Bục thần Sa Lợi Năng Cát Cha Ni, con đem hết lòng thành kính xin đi Phật lần đi. Thầm mang Sa Lợi Năng Cát Cha Ni, con đem hết lòng thành kính xin đi Pháp lần thứ nhì. Đi Ti Dâm đi sẵn khăn Sa Lợi Năng Cát Cha Ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Dâm đi Bút Thăng Sa Lợi Năng Cát Cha Ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Ti Dâm đi Thầm Măng Sa Lợi Năng Cát Cha Ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Ti Dâm đi sẵn khăn Sa Lợi Năng Cát Cha Ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì xa rằng nó cái hát năng này thi tăng phát huy tam bảo còn đủ chỉ có bấy nhiêu à ma bằng tề ma na thi ba ta về làm mình đi chỉ có bấy nhiêu samadhi giáo mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na 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 về là một đi thì có với thằng samadhi giả mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp cà mê sumicca cha ra về là một đi thì có với thằng samadhi giả mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tánh xa sự tà hạnh mục sa hoa đam về là mạnh đi sức khó với những sức mạnh giáo mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tánh xa sự nói dối sura mê ra yam cha pa ma đắc tha nam về là mạnh đi sức khó với những sức mạnh giáo mi. Còn xin mấy giờ điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Pa na ti pa ta we ra ma ni sit ka pa dam sa ma di ya ni. Con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự sắc sanh. A din na da na we ra ma ni sit ka pa dam sa ma di ya ni. Con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự trộm cắp. Tha mê su mít cha cha ra quê ra ma ni sít ca pha đầm sa ma di ya ni. Con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni sít ca pha đầm sa ma di ya ni. Con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra chăm mắt chát pha ma đắp tha na. Quê ra ma ni sức ca pha đầm sa ma đi già ni. Con xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự dễ vui uống rượu và cắt chắc xa. Ê ma ni ban cha sĩ ca bạc đà ni sa tu căng ca toa ngập pa ma đê na ni cha ca lăng sa ma ra khi tập băng. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải lắm nguyện giữ hành theo chư được trong sạch, đừng có dễ vui. À ma bành tê Sì lê na su ca tinh yon tị, sì lê na phu ca sâm bá đai, sì lê na nê phu tinh yon tị ta thí ma, sì lăng quỷ số thát dê. Hãy đưa thương người sống về cả trời cũng như giữ giới, được giàu sang cũng như giữ giới, được giải thoát nhập Niết Bàn cũng như giữ giới,
Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú, sa thú, sa thú lành thay. Úc ta mang về nó hoành đề hàng thà đa phần xồm qua rút ta mang búc thề dô ca lý tô đô sô búc thô ca mát tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di chần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí tánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứ xin Phật bảo xác tội lỗi ấy cho con. Úc ta mang về na hoành đề hằng thầm mạnh cha đốc vi thần qua rằng thầm mê vô ca lý tô đô sô thầm mô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cứ xin pháp bảo xác tội lỗi ấy cho con. Úc ta mang về na hoành đề hằng sằng thầm cha đốc vi thô ta măng sằng khề vô kha li tô đô sô sằng hô kha mát tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin cung thỉnh sư Chí Đức Cầm Mít để chúc phúc cho đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư. Thế thân là tha sức thả vô ná vô thả sa sa ne rô ga sức thả hô thả sa sập bê. Thị nhàn tị phiên cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Đang vô nhà tì năng hồ tu sĩ kích đà hồng tu nhà ta dô. Y đang vô nhà tì năng hồ tu sĩ kích đà hồng tu nhà ta dô. Y đang vô nhà tì năng hồ nhà ta dô. Y đang quá tâm mê phung nhân ở sao vắc ca gia và hằng hồ tu. Y đang mê phung năng nhíp bà nát sao vắc ca dô hồ tu. Ma mà phung nhát phà gầm sắp vắc sắp tà năng tha dê ni. Đề sắp đề nề sa mạng phùng nhắc ba gầm la bằng tu xà thú xà thú xà thú lành thai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chư phước đến thân bằng quyến thuộc còn đã hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Do các phước báo mà chúng con đã trong sạch lòng đây, hãy làm pháp duyên để trợ duyên chứng đắc niết bàn. Xin chư phần phước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hưởng đồng điều cả thảy như sai như nhau. Sa thú, sa thú, sa thú lành thay. A kha sắc tha bùng mắt tha đề hoa na ga mất thi ca phụng nhâm nô anu mô đành tư chích răng đắc thành tư sa sa năng. A kha sắc tha trong mắt tha đệ hoa na ga mất thi ca phụng nô anu mô đầm tu chít răng đắc thành tu nô ga ru. A kha sắc tha cha bùng mắt tha đệ hoa na ga mất thi ca phụng nhanh nô anu mô đầm tu chít răng đắc thành tu nhà ta vô. A kha sắc tha cha bùng mắt tha đệ hoa na ga mất thi ca phụng nhanh nô anu mô đành tư chích răng rắc thành tu pha ni nô. A kha sắc tha cha bùng mắt tha đệ hoa na ga mát thi ca phụng nhanh nô anu mô đành tư chích răng rắc thành tu nô sa đà. Dặn kinh chi khu sa la khẩm măng khắc tâm bằng khi đi dặn ma ma sa về na hoa cha ma na sa ti đa sê su chất tăng khắc tăng. Về sắc ta sanh như nhô ác khi về cái sắc ta a sanh như nhô về khả tăng phụng. Về sắc ta sanh như nhô ác khi về cái sắc ta a sanh như nhô khả tăng phụng nát pha lăng mây hàm. Sắp đề thả ghi phá quăng tư tê về tăng khả tăng thú vi đinh tăng đinh năng phụng nát pha lăng mây gia. Về cái thác ta na cha năng khi đề hoa gần tòa ni quê đã dồn sắp đề lô khăn. Khi về sắc ta chịu văn ta hà gấp hệ tu mới nhung nhân bộ cha năng tất đề la băng tu ma ma xê ta sa ti. Con xin tác thỉnh pháp sư
ê quan sa hàm sắc ti rầm ma pha ga quan tăng ác gia chắc ha tung hi pa quê na tăng quốc thổ kha rung nghe na thi tha qua sẽ tăng ha quốc tha gia pha đề na mi gia đa văn ta tổ gia tổ thành cha quốc gia đa vô này về a mang pha về thi thầm ma tổ tăng quốc thổ an ngu na thầm ma đề sa năng na ca quát sa mi đề se si thắc ta năng ác ca si thắc khăn đề na sa tu ai vô bằng đề đề se tu thầm ma đề sa năng sắp đà di thắc thọ di sa ya nu khâm thăng phi pha ta huệ thỉnh pháp sư đăng đàn thiết pháp vì nơi đây tâm đạo tính thành những cầu viên phúc trọn lành những cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic trước để là để thử máy sau là chuẩn bị trả lời cho những câu hỏi của các quý vị trong đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. À dạ, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sang Khà Gia. Dạ, con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. À, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng quý cô tu nữ và xin kính chào các anh chị đạo hữu. À, âm thanh của sư nghe rất là rõ ạ, thưa sư. Dạ. Dạ, có một cái câu hỏi của Nick Thi Lâm được gửi lên ạ. Bạch ngài, cân bằng ngũ quyền để mà đưa đến cái tâm định chỉ dành cho hành giả tu tập thiền chỉ Samatha nhằm đạt đến các tầng thiền Chana phải không ạ? Còn nếu người tu tập thiền khô Vipassana không có qua các cái tầng Chana thì không cần cân bằng năm quyền, vì trong thiền quán đã có 22 quyền trong 37 phẩm trợ đạo cho thiền Vipassana. Rồi ông gửi mít cho sư cha chỉ dạy về cái câu hỏi vừa rồi ạ. Một ai đó nêu lên đó. Dạ. Nam mô Bồ Tát Sa Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thực sự là căn bản ngũ quyền cũng nằm trong cái phương pháp hành thiền Vipassana. Phương pháp hành thiện với Vipassana bắt đầu từ tứ niệm xứ, tứ tính trần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, rồi mới tới bát thánh đạo. Thành ra không phải tu thiền chỉ mình đi gặp mấy cái này, mà tu thiền minh sát cũng gặp, chứ không phải không. Nhưng mà tu thiền chỉ thì cái ngũ quyền này đó, nó nặng về thì chờ định tuệ và trí tuệ, nghĩa là cái định về niệm định và tuệ, nó nằm trong cái này. Nhưng mà khi mà mình hành thiền minh sát thì cái này nó phải cân bằng, nhưng mà nó không có cần nhiều năng lực giống như bên thiền chỉ. Khi mà hành thiền minh sát thành ra nó cũng cần thiết chứ không phải là không cần, tùy theo cái hành giả đó, trong cái tiền nghiệp của họ đó nó nặng về phương diện nào. Một khi mà hành giả nặng về phương diện thiền chỉ thì nó nhớ rằng cái ngũ quyền đó nó cũng nặng chứ không phải không. Mà nếu mà hành thiền minh sát từ cái tiền nghiệp của mình thì người đó cần phải nắm vững một số cái điều kiện để cho tất cả các chi nằm trong 37 phẩm trợ đạo nó đều phải có năng lực giống nhau, chứ không không có nhiều hay ít, nặng hay nhẹ. Còn nếu mà hành thiền chỉ thì nó chỉ cần một số cái điều kiện trong
37 phẩm trà đạo mà thôi chứ không có hết. Nhưng mà cái quan trọng là ngũ quyền ngũ lực hay là các chi trong thất giác chi đó, nó cũng đều là cái phương pháp để trợ cho các tâm đạo phát sanh. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính tri ân về lời vừa rồi của sư ạ. Là xin mời những vị khác là đưa có một cái câu hỏi số 2 ạ. À. Là nếu tu tập thiền chỉ mà không cần đạt đến các tầng thiền chana, chỉ cần đạt đến sát na định hay là cận định thì có cần cân bằng năm quyền hay không? Dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy ạ. À. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn giả kính thưa chư quý vị, nghĩa là sát na định là để chỉ cho người hành thiền minh sát, còn cái hành thiền chỉ á, nó cũng cần sát na định, nhưng mà cái sát na định nó không quan trọng bằng cái cận định hay là cái định của thiền. Thành ra khi mà mình đạt đến đến những cái định đó, là tùy theo cái năng lực của cái thiền mà mình tu. Ví dụ cái thiền mà mình tu đó thì sát na định nó chỉ cần thiết cho người hành thiền minh sát, bởi vì nếu mà mình không có mình để cái định nó mạnh quá đó thì nó sẽ dính dính vô các chi thiền, mà khi nó dính vào thì mình không thể thấy danh sắc một cách rõ ràng được đó. Thành ra trong thiền chỉ và thiền minh sát nó có ba loại định, nhưng mà cái tên Pali thì nó khác nhau. Tên Pali trong thiền chỉ đó để phân biệt đó, thì nó gọi là Parikammasamadhi, rồi tức là nó tương đương với sát na định đó. Bởi vì trong thiền quán thì nó gọi là Khanika Samadhi, mình dịch là sát na định Khanika Samadhi, nhưng mà trong thiền chỉ thì nó là dùng Parikammasamadhi ha, nó chứ rồi Upacara Samadhi rồi mới Appanasamadhi. Còn trong thiền minh sát đó, Khanika Samadhi nó đi dài dài cho tới gần đắc gần gần tới đắc đầu quả, tức là tới khoảng thứ tuệ thứ 12 đó, thì cái định đó nó mới ngang hàng với Appanasamadhi, đấy nó có năng lực như vậy nó mới giữ vững được cho tám cái chi đó, nó diệt cái phiền não đi. Đó là lý do tại sao mà khi mà tới đó, dầu rằng cái người đó không có hành thiền chỉ trước, nhưng mà nó nhớ cái lộ đạo phát sanh đó, cái lộ đạo phát sanh đó nó vẫn tính có năng lực tương đương với sơ thiền, vì nó nhớ cái lộ đạo phát sanh đó, dầu rằng người đó là hành thiền minh sát từ đầu tới đuôi không có hành thiền chỉ gì cả, nhưng mà cái năng lực của nó đó, nó có năng lực ngang hàng với thiền chỉ sơ thiền như thường, của thiền chỉ như thường, chứ không phải là nó không có năng lực. Thành ra nếu mà quý vị muốn biết nó có năng lực thế nào thì quý vị coi cái từ Pali đó, từ Pali dành cho tâm sơ đạo sơ quả đó, quý tất cả quý cha ra bi tỳ sukha e gạch các ta chạy tăng, nếu mà không có đắc thiền á, thì gọi là sổ tập tỷ mất mất khách gì tăng, nhưng mà nó vẫn có năng lực của năm cái chi thiền, nó tương đương sơ thiền như thường. Còn cái vị mà đắc thiền, khi mà hành thiền cái để đắc sơ đạo sơ quả đó, thì cái chỗ đó nó phải thêm vô, tức là quý tất cả quý cha ra bi tỳ sukha e gạch các ta sẽ tăng bà thơ mắt cha ná sổ ta bà tỷ mất khách gì tăng đó. Đó. Thành ra dầu rằng nó có thiền hay không có thiền thì cái lỗ đó nó vẫn tương đương với sơ thiền, bởi vì cái năm năm cái chi thiền đó, nó vẫn có năng lực như thường đó. Thành ra cái gì luôn là cần cái năm quyền này đó, thiền chỉ thiền minh sát gì cũng nên cân bằng cho nó đầy đủ, để làm gì, để cho nó không có cái phiền não minh sát nó chen vô được. Nó cái năng cái ngũ lực ngũ quyền nó rất là quan trọng đối với cái con đường mà hành thiền của các người mà hành thiền để đắc đắc thiền hay là đắc đạo đắc quả.
Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy, dạ, dạ kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời à, thấy có cái nick Hà, dạ, xin mời cái nick Hà lên đặt câu hỏi. Dạ, Nam mô Bích Thầy, dạ, Nam mô Tham Mai, dạ, Nam mô Sang Khai, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Lưu Tâm, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ. Dạ thưa ngài, khi nói về cái ngũ lực này thưa ngài, thì con được nghe và học thầy biết rằng là nó ví giống như năm con ngựa phải đi cùng với nhau thì nó mới có cái năng lực cho một cái hành giả có thể vượt ra khỏi cái để đạt được cái thánh thánh trí. Nhưng mà con lại nghe giảng rằng là cái niệm là cái quan trọng nhất, có càng nhiều càng tốt, thì ở đây mình phải hiểu như thế nào thưa ngài? Và con kính trao mic lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Phật Tà, dạ kính bạch Địa Tôn ngài, dạ kính thưa chư quý vị. Cái niệm nó có nhiều, đồng ý, nhưng mà không phải nó có năng lực nhiều. Tại sao nó có năng lực nó có nhiều? Tại vì trong năm cái chi đó đó, thì cái chi đầu với chi cuối học chuyện, cái chi thứ hai với cái chi thứ tư nó cần cân bằng. Nhưng mà cái tâm tâm sở niệm đó, nó nằm giữa, nó có mình nó thôi đó. Thành ra nó là cái tua chính. Quý vị nào có dịp đọc cái bài của ngài, tự nhiên quên tên ngài đó, cái ngài mà lần đầu tiên kết hợp tâm tạng mà ngài đó chỉ ngồi chủ tọa đó, ngài tự nhiên quên quên tên ngài đó, thì ngài thí dụ nông ngũ quật hay ngũ liền giống như đưa bàn tay lên đó, thì cái tệ đầu với cái tệ thứ năm đó nó khác nhau, nặng nhẹ khác nhau, nặng nhẹ khác nhau, phải không? Cái tệ thứ 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 hai với cái tệ thứ tư đó nó cũng vậy đó. Thành ra bốn cái này nó cần phải cân bằng để cho nó có năng lực đều nhau. Nhưng mà cái tệ thứ, tức là cái niệm đó là nằm giữa, là nó cao hơn hết thảy. Mà khi nó cao vậy thì nó luôn luôn là nó có năng lực hơn mấy cái kia. Thành ra thường thường người ta dùng cái sức mạnh của nó nhiều năng lực, người ta nói là nó có nhiều chứ nó không có nhiều, nó chỉ có một thôi, nhiều gì. Nhưng mà cái năng lực nó luôn luôn mạnh mạnh để nó kéo bốn cái anh kia cho nó đều nhau đó. Đó là theo cái lời của cái vị chủ tọa cái tập tạng lần thứ nhất đó, lần lần thứ năm chứ lần thứ năm hay là lần thứ nhất của Miến Điện á, tức là cách đây 30 năm gì đó. Thành ra mình để ý cái đó mình biết đó là cái tệ, cái tư kê nó có năm năm chuyện, mà chuyện giữa, chuyện đầu tiên là mình đưa bàn tay lên, mình thấy là cái niệm nó nằm giữa, là nó có năng lực nhất cái ngón giữa của mình đó. Nó có năng lực, người ta nói là nhiều chứ thật sự nó có năng lực chứ không phải là có nhiều. Nó có một nhiều gì đó. Còn cái anh mà anh đầu với anh thứ năm đó, hai cái năng lực nó không có giống nhau, mà một cái lùn mà mập còn cái ốm thì cao đó. Thành nên mình phải dùng để mình tăng lực cho nó, để cho nó cân bằng nhau. Còn cái anh thứ hai anh thứ tư cũng vậy, dùng để cân bằng cho nó, còn có năng lực nó ngang nhau đó. Thì ra năm cái anh này đều phải có năng lực nó ngang nhau, thì nó luôn luôn nó đi từ đầu tới đuôi, nó phải có đầy đủ cái điều kiện để nó có thể nó giúp những được những cái khác được, còn nếu không thì nó không có thể giúp được. Đó là lý do tại sao mà nó có nhiều niệm nhiều chứ thật sự nó chỉ có một rồi, nó không có nhiều gì cả, nhưng mà nó nằm giữa mấy cái anh kia, thành ra nó cần phải có sức mạnh để nó không làm cho mấy cái anh kia nghiêng qua nghiêng lại được đó. Quý vị cứ về suy nghĩ về có nó có đúng với pháp hành của mình hay không. Chứ còn này pháp hành mỗi người nó có những cái chuyện của nó, chứ mình nói một chuyện một người mà có thể làm giống như mấy người khác thì cái chuyện nó cũng khó chứ không phải dễ. Nam mô Bích Thầy, dạ.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính tri ân về lời dạy vừa rồi của sư. Dạ, xin mời mọi người tục câu hỏi, nêu vấn đề để lại là bà con có thể, quý vị có thể nhờ giơ tay lên để mà hỏi trực tiếp. À, trong cái ngũ quyền, rồi nói chung trong 37 phẩm trợ đạo đó, thì theo cái cách mà sư vừa mới 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 sư nói rằng là là phải là tứ niệm xứ, rồi nó theo cái thứ tự như vậy, thì nếu mà theo cái thứ tự như vậy thì người ta có thể người ta sẽ bị hiểu rằng là cái đó là nó phải là từ thấp lên cao. Nhưng mà thật ra nếu mình xét về chi pháp đó, thì trong 37 phẩm trợ đạo đó gần như là tương đương với nhau mà, thưa sư. Tức nghĩa là ví dụ như là tứ niệm xứ, mà nếu tu tới đạo chi phương là việc tìm ở đánh tính, là tấn là được tìm ở trong cái chánh tinh tấn, là niệm là cũng được tìm ở trong cái chánh niệm, định trong cái chánh định, tuệ là cũng vân vân, thì con thấy là nó cũng là ra ở ở trong 37 phẩm trợ đạo thì nó cũng gần như là tương đương với nhau hết. Và con để mic để cho sư nói rõ về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu mình học về cái căn bản của tâm với tâm sở đó, thí dụ như một cái tâm đại thiện, cái tâm đại thiện đầu tiên, nó có 38 tâm sở, 38 tâm sở. Nhưng mà mình phải phải lựa lọc ra những cái mà nó không có chắc chắn đó, tức là có khi có hay không. Thí dụ như tâm sở, một vài số tâm sở này thì có hay không. Thì bây giờ mình muốn cho nó biết, mình biết chắc chắn của nó thì tâm thở, tâm tâm đại điện nhất nó có 33 tâm sở đi theo nó. Thì trong 33 tâm sở đó đó, nó phải có năng lực giống nhau, chứ không thể nói năng lực nó khác nhau. Nhưng mà có những cái tâm sở nó không có nhiệm vụ gì trong cái chuyện mà pháp hành của mình cả. Cho nên thường người ta không có đề cập tới, nhưng mà không đề cập tới không có nghĩa là nó không có trong đó. Nó vẫn có như thường. Đó. Nhưng có để làm gì? Để nó phụ những cái anh mà được được liệt kê cái tên chánh của nó đó. Thí dụ như bây giờ mình nói dễ hiểu đi, trong một cái nhóm mà đi đi làm việc gì đó, thì bây giờ cũng có cái anh mà để giống như đầu đàn đó, rồi kế đó có những anh nó có những cái nghề đặc biệt, thì người ta nhìn tới những cái vị đó nhiều hơn là nhìn tới những cái khác, bởi vì người khác chỉ tới phụ để cho công việc nó thành công, nghe không? Thành ra nếu bây giờ mình nói là nó như vậy vậy, có nhiều khi mình nói cái đó là nó không được chính xác. Bởi vì mình phải nhìn những cái tâm sở nó có cái nhiệm vụ của nó, và những cái tâm sở nó không có cái nhiệm vụ chính trong cái việc làm đó, nhưng mà nó có nhiệm vụ để nó phụ mấy ông kia. Đó. Ví dụ như bây giờ mình nói là bát thánh đạo đi. 80 chi đó nó đi với bao nhiêu chi nữa? Tại sao mấy cái, nếu mà nói là mấy cái chi kia nó không đi thì cái tâm đạo nó hoạt động được không? Nó không hoạt động được. Nhưng mà thật sự ra đó, nó đi để nó phụ cái gì thì mình trong kinh điển không thấy nói, mình không biết. Nhưng mà có chỉ cái tám anh kia là nó làm nhiệm vụ để nó diệt phiền não mà thôi. Nhưng mà nếu có những anh phụ đó là nó có diệt được phiền não hay không? Đủ năng lực để làm hay không? Đó. Nên mình phải nghiên cứu một số vấn đề để mình thấy mới thấy được mấy cái đó, mấy cái mà như win question vậy đó, chứ không phải nó dễ, không? Bởi vì không có cái tâm sở nào đi, ví dụ như mình nói là tâm đạo, không lẽ tâm sơ đạo nó chỉ có tám tâm tám cái tâm sở là bát thánh đạo không sao? Đâu có phải, không? Nó vẫn có 36 tâm sở đi theo nó như thường. Nhưng mà chính đó thì chỉ nó có chỉ cái tám cái anh kia là anh kia có nhiệm vụ để diệt phiền não. Mà khi mà diệt phiền não là nó cần một số cái năng lực khác từ những cái anh tâm sở khác. Chứ không phải không.
Nếu mà không có nhân tâm sở khác thì làm sao tám anh này anh diệt phiền não được đó. Mà nếu mà không cần những cái anh khác, chỉ cần tám anh này thôi, tại sao cái tâm 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 sơ đạo khi phát sanh có tới 36 tâm sở đi theo nó? Phải không? Đó. Do nó có những cái mình phải nghiên cứu một số vấn đề để liên quan tới cái đó, đó mình phải coi trong trà tụ lắc hành anh biết á, cái nhiệm vụ thằng cha đó lúc đó là cái gì, thì mình sẽ biết những cái tâm sở đi theo nó để làm gì, chứ không phải là không có, nó vẫn có như thường. Cái gì mà nãy chúng tôi đề cập tôi qua là ngày đó là ngày Minh Gun Sai Cho Ro, Minh Gun Sai Cho Ro, Nam Mô Bích Thầy giá. Bụt Thầy về là thưa sư, tại sẵn cái tâm dục giới trong tám cái dục thì bốn mà nó ly thì nó không tượng tâm tứ đạo và tâm tứ quả, có nghĩa rằng là cái đối tượng cái tâm đối tượng của đại dục giới, đại thiện dục giới mà ly trí nó chỉ là bảy tâm, tức là 89, nhưng mà trừ đi hai cái tâm đạo quả thì nguyên nhạc con mít cho sư chỉ dạy. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư Tổ hàng, dạ kính thưa chư quý vị. Quỳnh đi ra ngoài rồi vô trở lại, để tại vì chúng tôi nghe Quỳnh tiếng mất tiếng còn là đã không hiểu cái câu đó như thế nào. Nha. Chịu khó đi ra để vô lại cái nét của Quỳnh chắc có chuyện rồi. Nam mô Bồ Tát, dạ. Nam mô Bụt Thà Giác là mạng ở bên con nó yếu, nó chập chờn, là cái âm thanh ở bên con là nghe có hay không ạ? Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ ngài, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính lễ cô Thân Nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ nick của mình tu học Phật pháp đang bị chập chờn mạng wifi. Dạ con xin kính đảnh lễ sư, con xin phép có một câu hỏi ạ. Dạ. Thưa sư, bố của con bây giờ thì bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, thưa sư thì ông rất là mệt mỏi và đau đớn. Mà trước đó thì bố con thì cũng chỉ biết đến Phật giáo năm Phật giáo Bắc Tông thôi, thì cũng nói chung là cũng chỉ biết thôi chứ cũng không tín tâm lắm. Mà chúng con thì là người biết đạo, mà chúng con muốn có một chút gì đó để mà hướng tâm cho bố của con á, thì kính bạch sư chúng con nên làm như thế nào cho để cho chúng con được tâm chúng con cũng được an vui, và cũng cho bố con có một chút là niềm an ủi khi ốm đau bệnh tật như vậy. Thưa sư, dạ con kính mong sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ, con xin phép được dâng mic đến sư ạ.
Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chủ vị. Ở nơi nào đó gần đó thì tìm những cái vị sư gần đó, mời họ vị đời vị đó tới để nói pháp, để cho cái người mà mình cần giúp đỡ để nghe nha. Và phải mời những người nào mà họ biết một số vấn đề về cái người đó, để họ mới có thể có khả năng để họ tìm những cái bài pháp nào thích hợp hay những cái điều kiện nào thích hợp để họ nói thì mới giúp được. Thế còn bây giờ đã hỏi người ở mặt trăng mỏi, người ở sao Bắt Đẩu thì thôi chịu chết, không? Bởi vì pháp của Đức Phật là nó nhiều chứ nó không ít, mà mỗi người chỉ gieo duyên giáo pháp Đức Phật chỉ phù hợp với một số nào đó thôi. Thì phải tìm cái người nào có kinh nghiệm và hiểu biết về cái người mà cần thiết cái việc đó đó, thì cái điều kiện đó nó mới giúp được người ta. Chứ còn bây giờ cái kiểu mà mình thường thường mình làm xưa bài nay làm thì không nên. Có ngày cứ mở cái kinh gì đâu không, để cho người đó nằm nghe ngủ, họ ngủ không cho họ nghe đâu. Thì làm sao để nó phải vô cái não của người đó thì người đó mới dùng cái đó để làm cái động lực để giúp được, đỡ cho họ được. Thứ hai nữa là người trong nhà đó phải biết một số cái thói quen của cái người đó, thì mình dựa vào đó để mình tìm một số cái chuyện liên quan tới cái đó để mình giúp cho người đó có thể hiểu được cái đời sống trong cái giai đoạn này nó như thế nào, thì người ta bớt lo rầu, bớt dính mắc, bớt này bớt nọ thì nó giúp được. Chứ còn mình cái người lạ quát mà tới đó là thôi, chứ mời ông sư mà lạ quát dầu là ông sư đó là tam tạng pháp sư đi nữa thì ông lấy mấy cái pháp mà ông nghĩ người đó hiểu, nhưng mình thì nói ra họ đâu có hiểu gì đâu. Vấn đề là nên tìm những cái người nào hiểu biết Phật pháp mà ta từng thân cận với người đó, người ta mới hiểu một số vấn đề thì người ta giúp được, cái giúp đó nó mới có giá trị. Còn nếu không thì cái người mà không có hiểu biết, dầu rằng giờ Phật pháp họ giỏi nữa nhưng mà họ không hiểu biết cái người đó như thế nào thì cái sự giúp đỡ của họ không có nhiều kết quả đâu. Nam mô Bố Thầy á. Dạ, sa thú sư ạ. Dạ con hiểu rồi ạ. Vâng ạ, con kính tri ân sư ạ. Để mà có nghĩa là con tìm những vị nào thích hợp mà bố con hay tiếp cận để mà vị ấy chia sẻ thêm cho bố con. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con xin được xuống mic, con kính dâng mic đến đạo tràng ạ. Nam mô Bố Thầy á. Dạ. Hôm nay cái ra đường mạng bên con nó hơi yếu. Dạ. Xin mời các anh chị đạo hữu khác nêu vấn đề. Rồi, nếu mà chưa có thì con nhắc lại cái vấn đề của con hồi nãy nêu đó là bốn cái tâm thiện, bốn cái tâm đại thiện, dục giới, hợp trí, nó không thể có được cái đối tượng đó là tâm tứ đạo và tâm tứ quả. Dạ, vì chỗ này giải thích như thế nào? Dạ, con gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự nghe là các tâm nó có một số cái loại tâm, nó chỉ có một số cái điều kiện để nó nhận về cái đối tượng mà thôi. Đó. Thí dụ như những cái tâm mà nó ở trên cái nó leo lên tới cái tâm siêu thế, hoặc là nó phụ trong cái việc mà nó nhận cái đối tượng là niết bàn á, thì có thể là có những cái tâm nó không nhận được, có thể là những cái tâm nó nhận được mà nhận được trong điều kiện đó mà thôi. Đó. Thành nên những cái tâm đó nào nó phải có một số cái điều kiện của nó để có thể nó làm được cái nhiệm vụ của nó, chứ không phải là lúc nào cũng vậy đó. Đúng không? Mà là nhiệm vụ đó khi nào, lúc trước trong đêm này chúng ta có thí dụ một người á, họ có nhiều phần sự, có nhiều cái cách làm, nhưng mà cách làm nào đó nó cũng chỉ ở trong một cái giai đoạn nào hay một cái môi trường nào đó mà thôi. Ví dụ như ông Nguyễn Văn A, ông đi lính, ông là mang thiếu tướng, thì ông chỉ mang thiếu tướng khi nào ông ra đơn vị của ông mà thôi. Còn nếu mà ông về nhà rồi đó, trước mặt vợ và con, ông là người thôi, chứ không thể không thể là thiếu tướng được. Thành ra có một số vấn đề ông làm không được rồi mình nói ủa ông này sao ông ngoài, ông rút ông ra ngoài bộ chỉ huy của ông còn lành mà về đây sao ông yếu xìu
tại ông vợ, ví dụ vậy đâu có được, thấy không? Ông ra ngoài đó ông có những cái chuyện ông làm được, nhưng mà ông về ông trước mặt con ông có những chuyện ông làm được, ngoài nói cũng không được nữa. Nhưng mà trước mặt vợ ông có những cái chuyện ông nói được, nhưng mà cũng có những cái chuyện ông nói không được. Thì mình không thể ông nói, tại sao mình hỏi tại sao cái chuyện đó đối với vợ ông nói không được, đối với con ông nói được, thấy không? Nên cái chuyện đó tùy theo một cái số điều kiện khi mà cái tâm hay cái tâm sở nó phát sanh ở chỗ nào, nơi nào, và nó dựa vào những một số cái điều kiện gì để nó làm cái nhiệm vụ nó lúc đó thì mình mới biết được, chứ còn nếu không mình không có biết được. Còn hỏi tại sao thì nó phải tùy theo cái điều kiện đó nó mới mình mới biết nó tại sao, chứ còn nếu mình nói hỏi một cách chung chung như là không có trả lời được đâu, mỗi cái điều kiện nó mỗi khác đó. Thành ra cái những cái tâm sở này, cái tâm sở đó nó nằm chỗ đó thì nó khác, mà nó nằm ở chỗ khác thì nó khác, chứ nó không có ấy. Dầu rằng nó cũng cũng là một chuyện, nhưng mà cái chuyện đó là nó phụ thuộc cái thằng khác, chứ nó không còn là cái quyền tự do của nó nữa đó. Thành ra những tâm sở, thí dụ nó đi chung với một số, nó đi chung với một số tâm sở khác trong cái tâm đó, nhưng mà có thể là nó làm được cái gì hoặc là nó không làm, nó chỉ vô đó vừa bởi vì cái phận sự của nó là đi nhé, là hà hơi tiếp sức thôi, chứ không làm gì khác hết đó. Đó, chúng tôi nãy chúng tôi đã nói sơ sơ trường hợp đó rồi, tại sao mà một cái tâm sở nó có bao nhiêu cái tâm, một tâm có nhiều tâm sở đi theo nó, nhưng mà chỉ một số tâm sở làm nhiệm vụ đó, hoặc là nó là có cái điều kiện để nó thực thi cái nhiệm vụ của nó thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng làm được hết á. Thì cái trường hợp huynh hỏi nó cũng vậy, nó biết nó ở chỗ nào, nó là lúc đó là cái lộ trình tâm đó là làm những cái gì, có đối tượng là gì gì, thì mình mới biết được cái đó là tại sao nó không dính vô được, lại như vậy là nó trong những cái trường hợp như vậy ha. Chứ còn hỏi cách phổ thông thì là trả lời không có được, tại vì thật sự ra nó chỉ có một cái tâm với bao nhiêu tâm sở, mà nó cứ nó là lộn đi lộn lại mình học muốn khùng luôn, chưa biết nó làm gì hết đó. Nó không phải dễ đâu ha. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ, xin mời mọi người ạ. Dạ, con kính mời sư nghỉ dùng nước ạ. Dừng lại để mọi người chuẩn bị thêm lên những cái câu hỏi. Xin mời mọi người. Ở trong năm cái quyền, trong năm cái quyền tính tấn niệm định tuệ thì sẵn ở đây, tại vì cái đức tin nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Đức tin nó là giống như là một cái nền tảng để mà mình có thể mình tạo được nhiều cái công đức, cái việc mà phước thiện. Như vậy thì sẵn đây xin sư chỉ dạy như thế nào là chánh tín, như thế nào là có một cái đức tin là chân chánh. Thì xin sư chỉ dạy rõ về cái đó, và nó phải đến cái mức nào đó thưa sư thì nó mới gọi là tín quyền, chứ còn khi mình có đức tin thì nó vẫn chưa được gọi là tín quyền, đúng không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy về cái vấn đề một cái đức tin mà nó chân chánh đối với cái người Phật tử, ở trong người Phật tử. Dạ, con gửi mic ạ. Nam mô Tha gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái sạch tha đó, cái tính thông thường của tất cả mọi người đó, được gọi là tính đó, thì nó chỉ liên quan tới Phật pháp tăng, Phật những điều liên quan tới Đức Phật, pháp những điều gì mà ngài nói ra, và tăng là những người thi hành theo cái điều kiện của Đức Phật nha. Còn ngoài ra cái khác thì mình gọi là tin không có được. Nhưng bình thường ở ngoài thì mình cứ lợi dụng, mình nói à, người đó có đức tin mạnh lắm rồi này kia, em xùm chuyện đó, cái đó thì nó không có chính xác đối với Phật pháp đó, tin đức tin thông thường. Còn đức tin ở trong tín quyền tín lực này kia, em xùm đó, đức tin đó nó chỉ nằm trong các điều kiện của đối tượng của thiền mà thôi đó. Thành ra bây giờ mình cứ mình đi từ đầu biết đó, tứ niệm xứ nó có bao nhiêu đối tượng,
thì đức tin nó chỉ nằm trong đó mà thôi, chứ còn đi ra ngoài đó là nó thuộc loại khác rồi. Đó. Chứ không phải đức tin trong đó, nó không có liên quan bây giờ mà liên quan tới Phật Pháp Tăng nữa, không có liên quan đó. Nó chỉ liên quan tới đối tượng và những điều kiện của cái thiền mà cái vị đó đang làm mà thôi. Đó. Ví dụ như từ đầu mình hành, từ đầu mình thấy cái gì đó thì cái tới chừng mà nó có năng lực, nó đi lên đó, thì nó có năng lực, nó đúng vào cái tính quyền đó, thì tính quyền đó chỉ dùng cái đối tượng đó để mà giúp đỡ cho những cái phương pháp khác để làm cho cái pháp đó nó phát triển, chứ nó không có liên quan tới Phật Pháp Tăng nữa rồi. Bởi vì lúc đó là liên quan tới Phật Pháp Tăng, làm sao người ta hành thiền được tối ngày này. Nghĩa là giờ mới quán thấy cái đó, tại vì nghĩ tới Phật Pháp Tăng này nó mất cái đối tượng đó rồi, chứ làm sao ấy được. Nó thành ra trong cái ba bảy phẩm trời đạo, những cái gì nó phát sanh đi theo ba bảy phẩm trời đạo, nó là tâm tâm sở gì không biết, nó chỉ có một số cái điều kiện liên quan tới những cái đối tượng của ba bảy phẩm trời đạo mà thôi, chứ nó không có dính ra ngoài. Còn nếu bây giờ mình không có hành cái đó, mình đi tới chùa, mình nghe ông sư giảng đạo, thì cái đức tin đó nó liên quan tới Phật, tới Pháp, tới tăng chúng. À. Còn nếu mà không dính ráp cái đó là ở ngoài cũng được. Thí dụ mình tin cái chuyện gì ở ngoài chợ trời gì này kim dòng của này, cái này là đúng là made in USA gì này kim dòng, cái tin đó không phải là sạch tha trong giáo pháp Đức Phật. Chứ không phải lúc nào mình tin cái mình tưởng cái đó là tính đâu có được. À. Tính trong giáo pháp Phật nó rất là giới hạn nhiều chuyện, chứ nó không phải lúc nào cũng có. Rất cái giới hạn. Còn cái tâm sở, cái thứ mà mình ở ngoài đó, mình có đức tin, gọi đức tin, tin cái đó đó, nó chỉ là tương, cái nó có trạng thái tương tự với chữ tính trong giáo pháp mà thôi, chứ nó không có hẳn vậy. Bởi vì tính trong giáo pháp nó có giới hạn cái đối tượng như lắm. Nam mô Bích Thai Giá. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư. Thì sẵn sư mà vừa với đề cập tới chỗ là cái tính mà tin vào ở trong cái đối tượng của lúc mà hành là thực hành thiền, chứ không phải là chỉ, chứ không phải là trong lúc hành thiền, không phải là mình khởi lên về tin về tam bảo này kia. Thì con mới nhớ lại ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ, trong bài kinh Đại Niệm Xứ thì có một cái đoạn, có cái đoạn nó lặp đi lặp lại nhiều lắm, là ví dụ như là trong cái quán thọ đi, là có thọ đây vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với cái hy vọng là hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không có nương tựa, không có chấp trước bất cứ một cái gì ở trên đời. Để con chép cái câu Bali, để con tự con sợ chút xíu, con copy cái câu Bali lên. À, để con sợ lại. Dạ đây, con tìm ra được rồi. Thì cái câu Bali, dạ, câu Bali là như vậy là Athi ve danati wa panassa sati pacchup patthita ho ti ya ve da wa nyana taya patisa ti ti mata ya anicito cha quý harati na cha kinh chí lô kê upadi yati. Dạ, trong cái bài tiếng Việt mà của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó là có cái thọ đây, rồi vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với cái hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không có nương tựa, anicito chá quý há ra tí, không có chấp trước bất cứ một điều gì trên đời. Thì cái vấn đề đặt ra ở đây là như vậy, thưa sư, là trong lúc này á, cái vị hành giả đó là đang có chánh niệm ở trên cảm thọ. Mà khi đang có chánh niệm trên cảm thọ thì ở đây lại là khởi lên một cái hy vọng để mà hướng đến chánh trí, chánh niệm, thì như vậy là mất chánh niệm rồi, chứ tại vì đang có chánh niệm trên pháp thực tánh đó là cảm thọ, mà lại khởi lên cái hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Vậy chỗ này mình hiểu như thế nào, thưa sư? Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy về chỗ này ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình nói mình khởi lên cái đó tức là tính đó. Mình tưởng vào cái pháp hành từ trước tới bây giờ đó, nó sẽ đưa tới
cái cuối cùng mà mình nghĩa là cái tính của mình đã hướng về từ trước, nhớ vậy đó, không có nghĩ tới cái chuyện gì khác đó. Không lẽ cái tính lúc đó là nó đang chỉ nghĩ là nhờ Đức Phật tới đây để giúp con cái này không có. Thấy không? Chữ hy vọng hướng đến cho chánh trí này là chữ hy vọng chỗ này tới cái tính đó. Nó tương đương với cái tính là mình tin tưởng cái điều mà mình sống an trú trong cái niệm mà mình tin tưởng cái đó nó sẽ đưa tụi mình tới chánh trí, đưa tới cái khác. Mà cái khác nó chỉ liên quan trong cái pháp hành của mình thôi chứ không có liên quan gì tới cái ngoài cái đó được cả. Đó, bởi vậy mới có cái câu là gì ấy không xương tự không chấp trước là vậy đó. Thấy không? Chứ còn nếu mà bình thường á thì mình phải nghiêng về cái gì đó chứ mình đâu có ấy được. Nhưng mà ở đây là tại nhờ cái đầu mình thay, mình sống mình có niệm đầy đủ, phải không? Quán thọ với cái niệm đầy đủ này kia ông dùng đó, nó phát sanh cái đức tin để hướng đến cái cao hơn. Nó người hướng đến cái cao hơn mà bây giờ để đạt được cái đó là mình không còn chấp cái gì, nghĩa là xung quanh không có nương tựa cái gì được đó. Ngay cả những cái mà mình xin nương nhờ nơi Tam Bảo rồi này kim trùng lúc này nó cũng không còn ở trong đầu óc mình, ngoại trừ cái mà mình đang sống với nó mà thôi. Nó sống với nó là cái gì? Sống trong cái thọ, có niệm an trú trong cái điều kiện đó, có để hướng đến một cái cao hơn. Cái cao hơn là cái thành quả của những cái mà mình đang đi để mình hy vọng mình tới thôi. Đó. Thành ra mấy cái trong cái ba phải trong đạo đó, mình phải coi kỹ những cái thực tính pháp là vậy đó. Chứ mình thấy là nó là tính, cái mình nói ôi nó phải vậy không có liên quan tới cái đó nữa. Nó chỉ liên quan tới điều kiện của pháp hành đó, cái đối tượng mà mình đang phát triển, cái niệm mình nó dính vào những cái gì đó thì cái tính nó phải đi theo cái đó hết. Nó đi theo trong điều kiện đó hết chứ không thể nào đi ra ngoài qua quẹo qua bên này quẹo bên kia lại được hết. Đó. Thì vấn đề là nó nằm vậy. Thành ra cái chữ tính mình học trong 37 phong trào học tính nó khác. Cái chữ tính bình thường của ngoài mình ở ngoài thì dù mình đi thọ trì tam quy ngũ giới tính nó khác. Nó có đối tượng khác trong khoa khác, nó cũng là tâm sở tính vậy chứ nó không có gì khác, nhưng mà cái đối tượng nó khác chứ nó không có giống nhau. Nên cái đối tượng nó không có giống nhau giữa những cái tính mà mình mà học về giáo pháp Đức Phật và cái tính mà mình đang hành những cái pháp mà mình hạ thủ công phu đó trong cái bài bảy phẩm trời đạo nha, nó khác nhau nha chứ nó không có giống nha. Nên phải để ý mấy cái đó để cho mình đừng có lan quạng. Giống như câu này vậy đó, hướng tới cái nơi đó là do cái đức tin nó phát sinh nó giúp mình thôi, chứ không phải là như lúc này là mình dùng cái đối tượng cái chế định pháp nói vị ấy sống này kia, chứ không phải không có vị nào sống hết đó. Mà nó chỉ có danh sắc nó đi theo cái chiều đó mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Tại vì cái trong cái câu này á thưa sư, nó có một cái chỗ là đang có chánh niệm mà lại là với một cái hy vọng khởi lên. Nếu mà không mình không hiểu rõ chỗ này thì rất mà mang ra thực hành thì rất là nguy hiểm. Đang có chánh niệm mà lại khởi lên cái hy vọng. Dạ, con đã hiểu rồi thưa sư. Dạ, là về nói về nó là cái đức tin, dạ, cái tính. Rồi ở đây thưa sư là cho con xin nêu ra một cái vấn đề nữa, đó là cái tin vào Tam Bảo đó thưa sư. Tại vì đức tin đó, thì ở đây nói rằng đó là tin vào Tam Bảo. Nhưng mà có những cái vị ngoại đạo đó, họ tu thiền định thì cái đức tin của họ lúc đó là mình sẽ hiểu là gì? Dạ, con kính gửi mít cho sư. Tại vì khi mà Đức Phật chưa có xuất hiện thì khi đó cũng có những cái người họ tu đắc được các cái tầng thiền và họ cũng phải cần tới là cái chi gọi là cái đức tin. Thì lúc đó cái đức tin đó đâu có Tam Bảo, thì lúc đó cái đức tin đó là tin về cái gì thưa sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chủ vị đó, giống như chúng tôi nói nãy đó, thì đức tin đó nó chỉ là những cái đối tượng của cái pháp hành đó mà thôi,
cái đối tượng của vào thời của mấy ông đó đó thì là nó có đức tin trong cái điều kiện đó, mình hành tứ niệm xứ thì có đức tin trong điều kiện đó, điều kiện ba bảy phẩm trợ đạo. Nhưng mà nếu khi mình hành cái kiểu mà giống như là của mấy ông mà thời mà chưa có Đức Phật đó, Đức Phật chưa có ấy đó, thì đức tin của ông ta nằm vào cái đối tượng của những cái pháp hành mà ông ta đang có. Nhưng mà tới khi Bồ Tát hạ thủ công phu cũng tới đó, nhưng mà đức tin của ngài lại không không có bắt được, không có bắt cái đó rồi. Bởi vì ngài cho rằng cái đó nó không phải là cái cứu cánh của mình. Ngài cũng hành thiền, ngài cũng rắc tới đó vậy. Nếu mà ngài có đức tin mà ngài dính vô đó thì ngài cũng đi theo mấy anh kia, chứ ngài đâu có bỏ đi ra để sống cơ khổ trong vòng mấy năm vậy. Nghe không? Hai chữ tính nó khác nhau chứ. Chữ tính lúc đầu của Bồ Tát là đi, tại sao đi theo mấy cái gì đó? Tại vì nghĩ rằng mấy cái đó đó nó sẽ giúp được. Nhưng mà khi ngài đi tới cái mức cuối cùng, ngài thấy không phải. Thành ra cái đức tin nó đâu còn nữa. Thành ra ngài mới tự tìm lấy cái để ngài hạ thủ công phu cái khác chứ. Thấy không? Nó có những cái vậy đó, là bởi vì chúng tôi nói đó, đức tin theo kiểu thông thường mình có đó là thường thường mình là Phật tử thì chỉ đức tin nơi Tam Bảo mà thôi. Nhưng mà mình khi mình hạ thủ công phu về đức tin đó, nó không còn nằm trong Tam Bảo mà nó dời qua cái đối tượng khác, đối tượng của thiền, những cái đối tượng gì đó đó. Ví dụ như mình nói ngũ lực ngũ quyền nó có đối tượng là gì, thì cái tính trong đó nó phải có cái đối tượng đó, thì nó đâu còn nằm trong Tam Bảo. Cũng giống như Bồ Tát mà xưa thì lúc đầu em phải 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 có đức tin với mấy ông đó chứ. Nên người đi theo rồi học bao nhiêu chuyện, học tới cái nơi mà cao cao nhất của pháp đời đó mới phát giác ra cái này là không phải trật lất. Ngài mới bỏ đi vô tìm cái khác chứ. Nó chứ còn nếu không là, nếu mà đức tin của ngài giống như phàm nhân của mình á thì là chết rồi, bây giờ mình đâu có mấy cái này mình học đâu. Đó. Thành ra khi nào mình hạ thủ công phu cái gì đó, mình nên nhớ một điều đó, nếu mình đi theo theo lời Đức Phật dạy thì mình phải có sách vở đàng hoàng để mình, để cái tính của mình khi mà nó phát sanh á, nó có điều kiện để nó giúp mình được. Còn nếu không chứ không chừng nó thành tà tính rồi, nào không có hay. Đó là lý do tại sao đa số á, trong kinh điển không có ghi, nhưng mà bây giờ mình đi đi vô trường thiền là phải có một thiền sư, mình phải nương nhờ một thiền sư đó. Chứ hồi xưa đó coi trong kinh điển đâu có chuyện đó xảy ra. Mình tới gặp ông sư cũng nói một điều, một vài cái điều kiện trong cái pháp hành cho mình, ông biểu vô rừng, đuổi vô rừng để hành đi, thấy không? Còn bây giờ phải ngồi phải có ông thiền sư để mình nương nhờ, ngày hai ngày lên trình pháp lần, nếu có mình lạc đường là mình chết đó. Mỗi thời kỳ nó có những cái chuyện mà mình để ý, nhưng mà rốt cuộc nó vẫn nằm trong một số cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy. Nó không thể nào đi ra ngoài một trong 84.000 pháp vững mà Đức Phật để lại cả. Cái điều mình nên cẩn thận để mình đừng có đi sai mà thôi. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ sa thú, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ. Sẵn ở đây mình đã sư đã giảng về cái đức tin chân chánh rồi, thì bây giờ là thì về cái đối nghịch lại đó, là cái mithya sát tha, là một cái tà tính. Tà tính con lấy ví dụ như là có những người họ rất là tin một cách rất là cực đoan, tức là cuồng tín đó thưa sư. Họ tin vào một cái điều sai lầm, họ tin vào một cái con người, một cái nhân vật xấu ác một cách rất là cực đoan, cuồng tín rồi mê tín đó, thì hai cái đó đó, thì nếu mà mình nói về cái chi pháp của nó thì nó có, mình phải xét như thế nào thưa sư? Dạ còn kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Quyền. Dạ kính thưa cho quý vị,
Thật sự ra đó, bởi vì chúng tôi nói chữ tính đó, ngoài giáo pháp thì nó không không có cái thực tính. Thành ra mình cứ nói, ví dụ như bây giờ mình hồi xưa chứ mình nghĩ mình đi chứ đừng nghĩ người khác chơi cho mệt. Trước khi mình học được giáo pháp Đức Phật đó, nhiều khi mình dùng cái chơi chữ tính đó, nghĩa là mình tin những cái điều mà gọi là mù quáng tào lao nhất mình vẫn tin được, đúng không? Nhưng khi mình học rồi đó, mình mới thấy là cái mình hồi xưa giờ mình dính mắc, mình nắm cứng nắm chặt với cái đức tin của mình đó, là nó tào lao. Thì nhưng mà tại vì trong giáo pháp Đức Phật đó, mình vô mình thấy thì nó có chi pháp đàng hoàng và nó có điều kiện. Còn hồi mình chưa học Phật pháp mình đâu có biết, đâu có thấy mấy cái đó đâu. Cái mấy ông Sơn Đông Mãi Võ đó biểu diễn mấy cái là mình tin dữ lắm, tin cái đó sao quyền phí rồi này kia không thấy không. Nhưng mà cái chữ đó là của đời, nó không có liên góp gì tới chữ sạch tha trong giáo pháp Đức Phật đó. Sạch tha trong giáo pháp Đức Phật nó phải có điều kiện, nó liên quan tới lời dạy Đức Phật. Còn cái ngoài thì không cần, cái ngoài mình thích là mình cứ bám theo đó rồi mình nói tôi có đức tin ông đó, tới cái đó không phải đức tin khỉ gì. Mình không có chữ xài, mình mượn đại gái mình mượn đó. Có rất nhiều chữ mà không thể xài một cách đúng mức được, bởi vì những cái chế định nó đời á, bởi vì nó là chế định mà không có thật tính pháp. Thành ra khi mình dùng vậy chứ thật sự ra hỏi ngồi cái mình biết mình không biết được đâu trả lời. Thành ra cái đó là chuyện rất bình thường ở ngoài á. Ngay cả mình cũng vậy, gì trước khi mình học được giáo pháp Đức Phật thì mình cũng thuộc loại là đâu tin đó không chánh tà chứ đâu có gì đâu thấy, thấy không? Nhưng nhờ mình học được chút giáo pháp thì mình có cơ hội để mình biết cái nào nên tin, cái nào không nên tin, cái nào đúng, cái nào không đúng đó. Thường thường nếu mình mới muốn nhận dạng đó thì mình cứ nghĩ một số cái chế định pháp mà nó không có thực tính pháp mà mình dính mắc vô đó là coi chừng nó không có chính xác. Nhưng mà ở đời này nhiều cái đời sống của mình đó, nó dựa vào cái đó nhiều hơn là nó dựa vào những cái chế định mà có thật tính pháp. Những cái điều mà xung quanh của cá nhân mỗi người chúng ta đó, là những cái điều mà không có thật tính pháp để là cái bê sự. Thành ra mình làm nhiều cái mà làm rồi tới chừng diêm vương kêu vô chảo để mới biết là mình sai thì lúc đó muộn rồi. Thành ra phải cẩn thận chứ không thể nào mà mình dính vào những cái mà mình không có có biết nó có giúp được mình, nó có đúng hay nó sai đó. Thì cái đó là nó làm rất nhiều người mà bị cơ dữ lắm chứ không phải ấy đâu. Nam mô Bổn Thầy Giác. Nam mô Bổn Thầy Giác. Dạ con kính tri ân lời dạy của sư. Dạ cái đức tin nó rất là quan trọng, đứng đầu ở trong năm cái quyền. À, thì cũng từ cái đức tin đó mà mình tin mới dẫn đến cái vấn đề về cầu sinh cầu khẩn này kia rất là nhiều của đại đa số các Phật tử. Thì con mới nhớ lại một cái đoạn kinh mà Đức Thế Tôn dạy cho ông Anathapandit, ông cấp cô độc đó, sư sư. Dạ, thì ông về cái đoạn kinh đó là Đức Thế Tôn dạy rằng là này gia chủ, để con bót cái đoạn kinh đó. Này gia chủ, một cái vị thánh đệ tử mà muốn có được cái sự an lạc á, thì không thể do cầu xin cái sự an lạc hay là tán thán cái sự an lạc để mà làm cái nhân dẫn đến an lạc. Này gia chủ, một vị thánh đệ tử muốn có an lạc thì cần phải thực hành con đường dẫn đến sự an lạc. Và thì sẵn đây xin sư dạy là cái con đường dẫn đến sự an lạc ở đây mình phải hiểu đó là gì thưa sư. Và còn kính gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa sư quý vị, thật sự ra con đường dẫn tới an lạc á thì nó có nhiều cấp. Bây giờ mình coi cái con đường mà thường thường đó,
Quý vị vô chùa thì chư tăng đã chỉ cho quý vị rồi, nhưng tại quý vị không có chịu để ý hoặc học hỏi cho nó đúng mức. Sau khi quý vị thọ trì tam nguyên ngũ giới hay bát giới, chư tăng chỉ cho quý vị con đường dẫn tới sự an lạc đó. Sĩ lê ná sủ có tinh danh tị, sĩ lê ná phô ca sấm bà đa, sĩ lê ná ni phô tinh danh tị. Đó. Tức là con đường dẫn tới sự an lạc trong này, trong kiếp mình đang sống. Con đường dẫn tới sự an lạc trong những cái kiếp về sau, tức là mình được sanh vào những cõi an vui. Và con đường dẫn tới sự an lạc tối thượng, tức là đi ra. Thì người ta dịch đó, nghe, sĩ lê ná sủ có tinh danh tị, tức là đi tới cái nơi mà an vui đó, sủ có tinh. Sĩ lê ná phô ca sấm bà đa, dẫn tới cái nơi mà có cái những cái tứ vật dụng đầy đủ nên mình không lo. Sĩ lê ná ni phô tinh danh tị, tức là nó là cái nhân đầu tiên dẫn tới sự giải thoát. Bởi vì mình muốn giải thoát á, điều kiện đầu tiên là phải có cái gì, là có giới. Thì con đường dẫn tới sự an lạc đó, bước đầu là giới, rồi tùy theo cái đó, đó mình thường nói con đường là ba đoạn, nó mấy đoạn được đó, nhưng mà ít nhất là mình đã từ đầu mình đã thấy cái đó. Nhưng mà tại vì mình không muốn tìm hiểu ra, nghe ông sư nói về kiếp này mình sống ăn vui, cái sau mình sang các cõi trời được rồi, còn cái chuyện kia ta không có tính. Cái đó là tại vì mình còn vẫn còn dễ vui. Nó đó là con đường dẫn đến sự an lạc đó. Nó, căn bản nhất con đường dẫn sự an lạc là bắt đầu từ đó, từ cái lúc mà mình vô để mình xin thọ trì tam quy ngũ giới bát giới gì chồng đó. Đó, đó là con đường khởi đầu cho sự đi tới cái nơi an lạc. Nam mô Bổn Thầy Giác. Nam mô Bổn Thầy Giác. Dạ, sa thú con kính tri ân về những cái lời dạy của sư ạ. Xin mời mọi người nêu tiếp tục những cái vấn đề khác lên để cho sư giảng dạy cho chúng ta cùng học ạ. Dạ, con kính mời nước sư ngồi nghỉ ạ. Dạ, con gửi mic lại cho Nít Hà. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tâm, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, anh mình tu học Phật pháp có nói về cái mới đem cái post lên cái một gia chủ là vị thánh đệ tử muốn có sự an lạc, thì ở đây có phải khi mà mình nói cái niềm tin, cái đức tin đó thưa ngài, thì ở một cái vị phàm phu thì không thể nào có một cái đức tin tuyệt đối nơi tam bảo, vì sở dĩ con nghĩ là mình cũng chưa đi tới đâu là hãy phàm phu, thì cái sự suy nghĩ, cái sự tư duy hoặc là cái sự hiểu biết của mình về tam bảo nó cũng còn lu mờ, nó cũng không còn, nó cũng không chắc chắn, nó chắc chắn 100%, thì đôi khi những cái việc mà mình học mình cũng còn có sự nghi hoặc hoặc là mình cũng không thông đó thôi nè, thì phải chăng đối với một cái vị phàm phu thì cái niềm tin ở tam bảo nó cũng không gọi là tuyệt đối, chỉ ở một cái vị thánh khi mà họ đã nhìn nhận rõ, biết thấu rõ được niết bàn, con nói đại khái là vậy, khi mà họ thánh trí của họ đã thành tựu được thì họ mới có cái niềm tin tuyệt đối nơi tam bảo. Thì con có cái thắc mắc vậy, dạ kính cho mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị phàm phu, thì nay như vậy mai cái khác liền chứ đâu gái đâu. Mình nghe lời ai đó mình tới chùa để mình xin thọ trì tam nguyên ngũ giới để được cái này được cái nọ, đi tới xin hoài mà không được thì bắt đầu đi rửa tội là chuyện bình thường thôi, thấy không? Nhưng mà tới bậc thánh thì không đúng. Quý vị coi trong, chúng tôi không biết, như trong kinh Hốc Cú có nói tới đó thì ấy, quý vợ ngài trưởng lão biết đó, tức là nói trong thiện giác cùi đó, thấy không? Thiện giác cùi vừa đấy vô ngồi nghe xong ông đặt đắc sơ đạo sơ quả,
xong đi ra cái hình như vô trời để tới xuống thử đó. Nói ông mà tin ông đừng có tin cái điều mà ông vừa nghe đó, cái đừng tin tâm bảo, tôi sẽ giúp cho ông khỏi bệnh cùi ông sống. À, ông chửi một trận, ông nói đừng đi chỗ khác chơi, đừng có kiếm chuyện, bây giờ là nhất định là tin ở nơi tam bảo. Hay khi nào mình là bậc thánh rồi đó thì cái đức tin này mà tam bảo nó mới chín chắc mà thôi, còn như mình nó chưa chắc. Mai mốt mình sang kiếp khác, ví dụ như chết rồi sanh lại làm người, nhưng mà ở bên mấy xứ Hồi giáo là mình có đức tin khác đi. Chứ làm sao mà không khác được. Nên là mình cố gắng, thì mình có đức tin này giáo pháp Đức Phật đó. Tìm ráng cố gắng mình học mình hành cho tới một cái mức nó có thể nó giúp mình vững chắc được. Nhưng mà chắc chỉ trong khi mình còn hơi thở mà thôi. Mình nhớ chuyện này. Bởi vì khi mình được cái nghiệp mà cho nó cho đi kiếp khác là tùy theo cái nghiệp đó như thế nào, sâu tốt và tiếng nói, chứ không có tùy theo cá nhân trong mình nữa. Thành ra, nhưng mà bây giờ thì có dịp để học Phật pháp và chúng tôi vẫn khuyên quý vị đó, càng cố gắng học càng nhiều càng tốt. Đừng, bởi vì đó là lời dạy của Đức Phật. Thành ra mình không xài được kiếp này thì xài kiếp sau, chứ đừng có không sợ nó mất mát gì cả. Đang cố gắng học đây để coi 1-2 ngàn năm nữa là nó suy mất tiêu luôn. Mà nó suy mất rồi mình là người lỗ vốn chứ ngoài lỗ vốn cả. Là một cái tài á. Dạ, kính bạch ngài ạ, con xin có một chút câu hỏi ạ. Dạ, thưa ngài, con thấy là có một trong trong bài kinh đó, Đức Phật cũng có nói là học học cũng rất là tốt, nhưng mà có cái sự học nhiều quá đó thì sẽ có cái sở chi chướng ở đó, thì con cũng không có hiểu lắm về cái vấn đề đấy, thì con xin ngài có thể chia sẻ cho con là tại sao mà khi vào pháp học mà bị nhiều quá thì sẽ bị sở chi chướng ở đấy ạ. Con xin kính dâng mic đến ngài chia sẻ cho con ạ. Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tôn hoàng giả, kính thưa chư quý vị, thật sự ra tại mình học không tới nơi, hiểu không tới chốn, thì dĩ nhiên nó là có những cái điều mà nó sẽ không có phù hợp nữa, thì nó thành sở chi chướng chứ có ai đâu. Bởi vì khi mình học cái gì, bất cứ vào rằng cái chuyện đó là chuyện rất nhỏ, nhưng mình khi mình hạ thủ công phu mình học rồi là mình phải hạ thủ công phu mình hành luôn, chứ đừng có nghĩ rằng mình học rồi để rồi mai mốt có thì giờ cái vô trình thiền mình hành, cái chuyện đó không có nên. Bởi vì hành nó có hai cách. Hành là để mình hiểu cái điều mà mình học, và hành là mình hạ thủ công phu theo một cái pháp thiền. Chữ hành ở đây nó không nghĩa là hành thiền, mà hành tức là mình quan sát, mình làm sao để mình hiểu rõ cái điều mà mình học từ từ các bậc mà hiểu biết về Phật pháp nhiều, mình học để hiểu cái đó cũng là một cái loại hành. Thì hành vậy thì mình còn giữ được lâu, mà nó không có đưa tới, nó không phải là sở chi chướng cho mình. Chứ còn nếu mình học mình không hành, mình bỏ, hay là học không tới nơi tới chốn, mình không hiểu, mà khi không hiểu rồi đó thì nó rất là, nó cái sự học của mình nó trở thành cái chuyện vô ích, cho nó không có ích gì hết á, mà mình có thể quay đầu bỏ đi bất cứ lúc nào. Quý vị nên nhớ có rất nhiều người đi theo ha, chùa đều học dữ thì giỏi lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng đi rửa tội à. Chứ đừng có nghĩ là rồi mình đi mình
học được như thắng pháp tập ưu lĩnh đồ này kia ông xong rồi mình chắc ăn không có gì chắc ăn cả à. Bởi vì con người mình á, chúng tôi nói nhiều lần, người bạn xấu mình có tới 12 đứa, người bạn tốt mình chỉ có 8 thôi, mà 8 đó, cái người mà chơi thân với mình trong trong 8 người đó chơi thân với mình thì chỉ có 4 à, tức là 4 lý trí thôi, còn 4 hợp trí nó thấy mình dốt quá nó đâu thèm đi theo mình. Còn 12 cái là anh xấu, anh bạn xấu á, là luôn luôn đi vô nó kiếm cách nó bưng nó bợ mình lên để cho mình chết sống, mà mình không biết, mình cứ tưởng là mình ngon đó. Quý vị nên nhớ vậy đó. Quý vị không tin chúng tôi thì quý vị để cái não của mình biết rằng à, quý vị thấy cái chuyện gì gai mắt thì bảo đảm không bao giờ quý vị đối trị nó hết đó, mà để cho một trong 12 cái anh chàng bất thiện nó đi vô nó dụ mình hết sân si tới chửi thôi rồi để kêu chồng, mà nó chẳng liên quan gì với mình cả, chẳng liên quan gì mình cả, nhưng mà mình thấy không dễ làm chửi trước chắc ăn gì vậy. Thì bây giờ nói những cái đó mà mình không có thực hành để cho nó đúng mức thì chỉ cái chuyện gì tới nó phải tới thôi, đa số là chuyện xấu hết á, chứ không có chuyện gì tốt cả. Anh em ráng ráng mình học cho hiểu rồi mình mới bắt đầu mình hạ thủ công phu theo cái điều kiện của mình để làm gì, để cho mình thấy cái điều mình học nó có lợi ích thì nhất mình còn giữ lâu một chút, còn nếu mà nó không có lợi mình không hành làm sao thấy cái sự lợi ích của nó, mà không thấy sự lợi ích của nó chắc chắc trước sau gì mình cũng sa ngã chứ không có đường gì cả. Mình học phải học tới nơi, học cho đúng mức, học càng nhiều càng tốt thì mai ra nó giúp mình, chứ còn nếu không thì khó lắm. Mà quý vị nên nhớ mình muốn quý vị rời cõi này chưa biết đường đi đâu, cái chuyện gặp lại giáo pháp Đức Phật nó không phải là chuyện dễ gì nữa, chuyện đó không phải chuyện dễ đâu. Mà gặp giáo pháp Đức Phật là mình giống như người mới tới lại bắt đầu học từ đầu là mình càng chán thêm. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú sa thú, con kính tri ân ngài. Dạ con đã hiểu ạ. Có nghĩa là cái bài kinh này cũng, Đức Phật cũng nói như vậy, nhưng mà có một số người sẽ hiểu sai, bởi vì là con nghĩ là ví dụ trong cái việc học thì học bao nhiêu cũng sẽ không có thừa, nhưng mà khi mà học thì mình hiểu, nhưng nó có nhiều cách hiểu. Ví dụ như hiểu về cái vấn đề như là để có kiến thức đấy thì nó rất là dễ, nhưng mà để mà hiểu hiểu thật sự thấu đáo để mà mình hành, và trong cái sự cái vị ngọt mà mình đã biết khi mình hành đó thì mình sẽ có sự cảm nhận của mình, và mình chiêm nghiệm lại những cái việc từ hành đến chiêm nghiệm lại đến cái học là mình hiểu lại vậy là đúng rồi, là đi đến đó, ví dụ như vậy là còn hiểu. Còn nếu như mà học mà không hiểu mà chỉ có gom lại để lấy những kiến thức để mà dù là trả lời đúng chính xác nhưng mà trong tâm vẫn rỗng tuếch, không có sự thực hành, không có sự thấu hiểu ở đấy thì là mới gọi là sở chi chướng. Dạ con xin kính tri ân ngài, con đã hiểu ạ. Dạ con xin kính thân bích trên đạo tràng, sa thứ sa thứ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ dạ con kính tri ân về những lời dạy của sư ạ. Dạ xin mời mọi người ạ. Dạ xin mời những người khác nêu vấn đề lên. Rồi như vậy thì chưa có ai thì con nêu lên, là con mới tra ở trong cái phần đó là những cái vị giáo thọ họ dịch từ ở trong cái chú giải để mà giải thích về cái đức tin đó, thì có một cái đoạn nói rằng là cái người đó, mà có đức tin mà chân chánh đó, thì họ có bảy cái đặc tính.
có bảy cái đặc tính, nhưng mà cái có một cái đặc tính này con cũng chưa hiểu, mấy đặc tính kia thì cũng dễ hiểu. Ví dụ như là thường có cái tâm là xả ly nè, rồi mong được gặp bậc thánh nhân hay là một cái bậc cao quý, rồi mong mỏi được nghe chánh pháp, rồi thường có cái tâm là hân hoan, họ không có khoe khoang, không đảo trá. Thì cái bảy đó thưa sư là trong sở nơi đáng trong sạch, nghĩa là như thế nào? Dạ con kính gửi bích cho sư chỉ dạy về cái vấn đề đó, là cái đặc tính của một cái người có đức tin là trong sạch, ở cái nơi đáng trong sạch chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Dạ con gửi bích cho sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôi, dạ kính thưa chư quý. Trong sạch nơi đáng trong sạch tức là cái tâm mình nó phải thỏa mãn cái điều mà mình đang đối diện trước mặt. Thí dụ như mình vô chùa hay là mình đi nghe pháp đó, thì thường thường đó Quynh có thể quan sát, thường sư Quynh sẽ thấy là Quynh nên làm ngược lại những cái điều đó, thì cái đó là cần phải thanh tịnh cái nơi mà đáng thanh tịnh. Tức là nhiều người vô chùa rồi ra ngồi xa chút để làm gì? Nếu mà ông thiền sư, ông sư đó mà ông giảng hay mình nghe hiểu thì thôi, mà nghe không hiểu thì là bắt đầu lấy cái đầu ra bấm bấm. Quỳnh chắc Quỳnh hiểu rồi, chúng tôi đã bấm bấm là bấm cái gì là gì, thấy không? Đó. Tức là mình đâu có, cái tâm mình nó đâu có ở trong cái chỗ đó đâu. Tức là cái tâm mình nó không ở trong chỗ đó, mà nó có những cái tư tưởng khác, tức là biết là không trong sạch nơi đáng trong sạch. Đó. Mình không thể nhập vào những cái nơi mà cần phải có cái sự hiểu biết về cái não trạng của mình đối với cái điều kiện đó. Đó. Rồi cái nữa đó là thường thường đó mình đa số đi vô chùa mà chưa nghe pháp đã bắt đầu phán xét cái ông sư rồi. Ông sư mà mới đăng đạn nói một vài câu mình thấy không hợp ý mình là bắt đầu là mình chặt lưỡi hít hà liền, thì cái đó đó là không trong sạch nơi đáng trong sạch. Thì bây giờ nếu mình có đầy đủ đức tin để mình nghe ông đang giảng, mình nghe mình nghe ngẫm, hoặc là mình mang theo cái gì ra cây bút để mình ghi xuống cái gì mấy rồi xong xuôi đó, mình nếu được thì xin hỏi liền tại chỗ, còn nếu không sau khi mà tan hàng rồi mình tìm thấy cái vị sư đang giảng đó, mình xin được giải thích những cái điều mà mình chưa hiểu, thì nó mới phát sinh cái điều kiện của đức tin. Nghĩa là mấy cái điều trên có thể mình chưa có, mình vô đó cũng chưa có nữa, tại vì mình người mới thì sau khi mình nghe xong rồi đó thì mình cái nào không hiểu thì mình làm sao để mình hiểu, mình ghi để mình ấy. Thành ra ở Việt Nam ngay cái các chùa ở đây chúng tôi không thấy, nhưng vị nào từng đi bên Thái ở bên Miến Điện thì sẽ thấy ngay chỗ cái gốc cây bồ đề, nó trồng mấy cây gốc cây bồ đề thì nó có để mấy cái tòa cụ phía dưới dùng cái chỗ ngồi từ đó nó cao. Hồi chúng tôi qua chúng tôi ngạc nhiên lắm, không biết tại sao chùa nào nó có cái đó. Thì chúng tôi để ý mới biết rằng khi mà cái Phật tử của Thái cũng điện mà ở nhà nó đọc kinh hay gì cái nó không hiểu á, mà nó giờ nó vô chùa nó không biết tìm ai để hỏi, thì nó lại nó ngồi nghe gió tòa cụ đó, thì có người ra hỏi liền, có thể ông sư hoặc có thể là học trò trong đó ra hỏi cần gì. Thì mình nói là tôi đọc trong cái trường bộ kinh chỗ đó mà tôi không hiểu, là tôi muốn có câu trả lời. Thì cái ông đó sẽ vô ông tìm cái ông sư nào mà giỏi về trường bộ kinh ra, kêu ra để ngồi đó trả lời cho. Tức là tùy thời nghe pháp, không phải là chờ người ta thuyết mình mới nghe. Là mình đi vô đó tìm cơ hội để mình nghe pháp, nghe cái điều mình không hiểu. Thành ra mình không hiểu rồi đi khẳng dịp đi ngang chùa ghé đó ngồi đó là có người ta ra ta hỏi, là ta vô ta tìm một cái vị sư đó cho mình. Thành ra mình thấy cái đó tức là mình vô trong đó, trong cái nơi mà trong sạch đó, cái tâm mình nó rất là hoan hỷ.
Tại vì mình đã được nghe một cái điều mà mình đang có cái sự thắc mắc. Thế còn ở đây đó, chứ không có trên room này cũng vậy. Để cho quý vị hỏi, nhưng mà nhiều khi đó, trong ngày thường quý vị nghe quý vị hiểu ra, để thứ bảy tới hỏi sư đó. Để thứ bảy vô đây ngồi em về. quý vị nghĩ là có đúng không? Thì chính mình đã tạo tạo cái sự không trong sạch. Nơi cái nơi đáng trong sạch là cái nơi này đó, nó sẽ làm cho cái não của mình nó trong sạch. Đó. Tại vì những cái gì mình không hiểu hoặc là mình nó nghi ngờ hoặc mình hiểu sai đó, mình sẽ hỏi, thì cái tâm mình nó sẽ được làm sạch sẽ đi. Nó thì cái nó làm sạch sẽ đi, mình gọi trong sạch ở cái nơi đáng trong sạch là vậy. Mà thường mình không có, vẫn có hỏi. Cái thứ hai sợ mấy ông trong room này ông chê mình dỗm gì, lâu lâu vô hỏi gì dỗm, không có câu hỏi nào dỗm đó. Mình không hỏi mà mình không hỏi là mình giúp cho mình dốt thêm, chứ không có ai thắc mắc gì cả. Đó là những cái chuyện mà nó trong những cái điều kiện mà người có đức tin có những đặc tính này để được gọi là có đức tin là gì đó. Chứ mình vô chùa, thường thường vô chùa đó, chúng tôi đây nó khỏe lắm, ít có người tầm sư học đạo lắm. Tại ta vô đây là ta tới cái chỗ mà có lắc, người ta lắc xong cái ra thì hãy hãy mà nếu mà đúng cái điều mình muốn cái cười cười là về, còn hãy không đúng điều mình muốn đi vòng trở lại lắc tiếp là như vậy đó. Rồi làm sao mình có cái tâm mình nó an lành được, phải không? Mình vô mình tìm cái không phải lời dạy của Đức Phật, mà mình vô chùa đó thì nó hồi xưa người ta vô chùa ta cầu đạo, ta vô chùa để ta tầm sư học đạo. Còn mình bây giờ vô chùa chỉ để cầu an cầu siêu thì thôi, chứ làm sao có được sự trong sạch mà ở cái nơi đáng trong sạch được, phải không? Nam mô Bổn Thầy Giác. Nam mô Bổn Thầy Giác. Dạ, con kính tri ân ạ. Sư, chúng con rất là tri ân sư về những cái buổi mà sư giải đáp trực tiếp như vậy, đối với chúng con là rất là quý thưa sư. Dạ, con rất là trân quý về những cái giờ mà được sư chỉ dạy trực tiếp vào những cái vấn đề thiết thực trong cái đời sống tu học của từng cá nhân như vậy. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư. Dạ, xin mời các anh chị khác chúng ta nêu các cái vấn đề lên để chúng ta được chỉ dạy. Dạ, xin mời Nick Hà. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Tham Đại, Nam mô Sang Thầy. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, Chư Tông Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, con muốn quay lại cái vấn đề mà cái niềm tin nơi Tam Bảo đó thưa Ngài. Thì con vẫn thấy trong những cái kinh Nhật Tụng đó, thì vẫn nói là không có chỗ nào đáng nương cậy, chỉ có Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng là chỗ cho người Phật tử phải nương nhờ. Thì cái niềm tin nơi Tam Bảo thì con chỉ nghe và học thì nói là một người cần sư nam cần sư nữ theo giáo pháp phải có niềm tin nơi Tam Bảo là chỗ nương tựa cho mình, chứ không có một cái gì có thể nương tựa làm chỗ nương tựa cho cái người Phật tử đó. Thì ở đây mình phải hiểu như thế nào thưa Ngài? Tại vì nó cũng là một trong cái quy y tam quy, khi mà mỗi khi mà mình sinh tam quy và ngũ giới đó thưa Ngài, thì nó vẫn có đó. Thì cái sự niềm tin đó trong cái kinh đã giảng là phải có sự nương tựa, chứ không còn một cái chỗ nào có thể là cái chỗ chắc chắn để cho mình. Con xin trao mic lại cho Ngài có thể giảng rộng hơn một chút xíu ạ. Dạ, con kính tri ân. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, quý vị vô trong chùa, quý vị xin quy xin gì đó, nhưng mà xin thưa với quý vị đó, đa số là quy mà mình chỉ biết quy Phật là ai, Phật là như thế nào, gọi là Phật mình đâu có biết đâu.
thì làm gì có đức tin đâu, phải không? Cái đó mình nói đức tin chứ không phải. Trước khi mình vô mình muốn xin quy y, tức là xin để làm cận sĩ nam và thị nữ đó, điều cần nhất là phải học. Học chính ân đức của Phật là gì, sáu ân đức của Pháp là gì, chính ân đức của Tăng là gì. Mình phải học, mình hiểu cái đó. Mà bây giờ đa số là có quy mà có bằng nữa chứ không phải không. Nhớ khi có bằng sách bằng về đi khoe ôm sùm lòng kiến dáng nữa, nhưng mà hỏi Đức Phật có chính ân đức là gì không biết, thì hỏi mình đức tin, mình đức tin ở đâu? Đức tin ở tượng đá, tượng gỗ hay tượng đồng, phải không? Mình đâu có đức tin đâu. Bởi vì mình phải tìm hiểu, học cái đó trước khi mình xin quy. Trước khi mình xin quy là gì? Là xin để trở thành cận sĩ nam hay cận sĩ nữ trong giáo pháp này. Mà mình xin trở thành cận sĩ nam hoặc nữ trong giáo pháp này mà mình không biết cái vị mà mình quy nó có chính đức, ân đức là gì, cái lời dạy của Ngài có sáu ân đức là gì mình cũng biết. Và những người đi theo học với Ngài đó có chính ân đức nữa là gì mình cũng không biết. Thì hỏi mình tin là tin gì? Cái suy nghĩ lại đi. Thành ra đa số đó là vô đó rồi ông sư ông chỉ đọc cái lời mà vắn tắt: con xin cúi đầu quy y Đức Phật, quy y Pháp, quy y Tăng lần thứ nhị, cái nhì lần thứ ba, rồi cái là trở thành Phật tử. Cái đó không thành Phật tử được, nghĩa là không thành cận sĩ nam cận sĩ nữ, không nói Phật tử vậy đó, trở thành Upasaka Upasika. Tại vì mình những cái đáng biết mình không biết, những cái mình nói mình xin quy, tức là mình xin nương nhờ đó, nương nhờ nó chính là Đức Phật mình không biết là gì, chính là Đức sáu Đức Pháp mình cũng biết là gì, chính là Đức Tăng mình cũng biết là gì, thì hỏi mình quy là quy cái gì? Mà nó quy cái gì làm sao mình có đức tin được? Đó. Thành ra về nhớ làm lại đi ha. Tìm cái quyển ân đức tam bảo á. Nên quý vị vô trang web của chùa Bửu Long á, lấy xin cái có quyển quy tam bảo của Ngài Pháp á, về học đạo ở đàng hoàng rồi mới đi xin vô xin quy. chùa nào mà có gì sư nào mà mình thấy nghe là mình có thể mình bái làm sư phụ được, vô xin quy lại. Mà quy đó là không có cần bằng cần biết rồi đó. Quý vị mà cầm cái bằng đã quy y mà treo lên mà quý vị không biết ân đức này những pháp diễn gì đó, mai mốt gặp Diêm Vương là Diêm Vương chỉ phán cho một câu thôi đó, quý vị chắc nghe câu đó chúng tôi phán hoài đó, tức là vô chảo đi đó. Nó muốn biết, muốn có đức tin, muốn có cái những cái điều kiện mà mình cần phải có đó, là phải biết những cái chuyện mình làm nó có đúng hay không đó. Chứ cái đa số bây giờ là chúng tôi thấy nhiều khi là xin quy mà rồi mấy cái gì cho quy sư thầy sư cô gì đó là nói một tiếng Việt đó. Quý vị nên nhớ đó, quý vị gặp những trường hợp đó là quy cái sự quy của quý vị cũng không thành, mà nhớ vậy đó. Bây giờ chúng tôi nói về để cho quý vị biết tại sao gọi là không thành. Nếu mà quý vị ở Mỹ á, nó nói này nó dễ hiểu hơn. Có lẽ là quý vị tiếng Anh không có giỏi nhiều giống như người Mỹ đâu. Nhưng mà quý vị khi quý vị xin để vô dân Mỹ đó, quý vị phải nói tiếng Anh. Phải không? Đó. Thì mới được vô dân Mỹ. Thì bây giờ quý vị xin quy Đức Phật cũng vậy, quý vị không cần giỏi tiếng Bali. Nhưng ý quý vị phải biết ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng mà đi đàng hoàng chứ. Xin quy bằng tiếng Bali, ông sư cũng cho cũng bằng tiếng Bali đàng hoàng chứ. Chứ còn nếu mà cho bằng tiếng Việt
Cũng giống như quý vị đi muốn vô dân biểu, quý vị nói cho tôi thi bằng tiếng Việt à, sao đó. Thành ra có những cái chuyện mà mình nên hiểu cái chuyện đó, mình muốn được dễ dãi, ông sư ông nói gì mình nghe nấy là không được, không nên. Nó có cái quy tắc của nó, muốn quy là phải làm sao, chứ còn nếu không anh làm những cái chuyện mà nhiều khi rồi tới chừng mà khi ngáp ngáp rồi thấy dương dương quắc quắc rồi mới nghĩ ra mình rồi xưa giờ làm bậy không rồi chắc chết đó. Anh đó nên suy nghĩ lại trước khi làm, nhiều cái học hỏi đàng hoàng cho nó đúng, làm cho nó đúng thì nó giúp được nhiều chuyện. Còn làm nó trật, cái sự trật của mình đó, nếu nó là cái đối tượng của lậu cần tử là mình chắc chắn là có vấn đề. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, thưa Ngài, con cũng có đọc mấy phần mà một cái vị tỳ kheo có biết là khi mình quy y thì phải đọc tiếng Pali, và cái khi mình đọc cái phần mà con ví dụ như Bhuttaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi thì không có được đọc mà nó đứt đoạn, phải đọc liên tù tì thì nó mới thành tựu, thì con không biết cái đó có đúng không thưa Ngài. Dạ, con kính trân biết lại Ngài giảng dạy thêm. Nam mô Bích Thầy giả kinh bạch chư tôn này, giả kinh thưa cho quý vị. Dĩ nhiên cái ngôn ngữ nào cũng vậy chứ, mình phải nói nguyên câu để cho người ta hiểu cho mình nói nửa chừng là cái câu đó nó thành khác, tại vì mình xin quy là mình xin xả y sao phải không? Thành ra khi mà đọc là phải đọc nguyên một câu, hoặc cái câu đó dài quá thì mình phải ngưng chỗ cái đoạn đó mà nó không làm hư cái ý nghĩa của câu đó thì nhớ chuyện đó, chứ mình đọc nửa chừng là nó hư ý nghĩa câu đó, nó thành bởi vì Pali cái chữ đó mà quý vị ngưng không đúng chỗ đó cái nghĩa nó khác liền chứ nó không có giống đó. Thành ra đọc hết câu mới ngưng, hoặc câu quá dài thì chỉ ngưng những ở những cái chỗ nào đó mà mình biết mình ngưng cái nghĩa nó không có mất, nó không có bị đứt thì nên nên ngưng, ngưng chỗ đó. Còn nếu phải nếu không thì phải nín thở đọc hết câu thì chứ ông ấy nó thành cái nghĩa khác liền, mà hay nó thành cái nghĩa khác rồi làm sao mà quy nó thành được, phải không? Bất cứ cái chỗ nào cũng vậy ha. Anh nói thường thường là nếu quý vị vô mà xin xin là ra mấy ngày đó đọc chậm chậm, đồng ý từng câu chậm chậm để cho quý vị đừng có ấy năng. Chứ còn không mà bút thân sợ nó năng rồi mấy gác trả mí là không có được. Thấy không? Phải đọc nguyên một câu rồi đó, mà hãy câu nào quá dài thì ông sư đó ông phải biết cách để ông cho quý vị ngưng cái chỗ nào để cái nghĩa nó không có bị hư, là nhớ chuyện đó. Phải cái nghĩa nó bị hư là cái việc làm của mình nó cũng bị hư theo. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, con kính chào Ngài. Dạ, sẵn đây con hỏi thêm một câu nữa thưa Ngài. Con đọc cái phần Đức Phật thuyết cho Ngài Ananda về cái vấn đề bà Gotami, bà có cái tâm trong sạch, dâng cập y đến Đức Phật, nhưng Ngài lại từ chối và dạy rằng thí cho tăng chúng thì nó có nhiều phước báo hơn, dù rằng ở cái thời mạt Pháp, cái vị tăng đó, chư tăng đó đó mà chỉ còn không có mặc y nữa, chỉ còn đeo một cái tấm vải ở trên trên người mà đi làm ruộng đó, thì cái sự bố thí nó vẫn đến tăng chúng thì nó vẫn quý báu hơn tất cả những sự bố thí. Thì con đọc đến phần đó con chưa có hiểu lắm. Dạ, Ngài có thể giảng dạy rộng hơn cho con, vì trong kinh đó cũng có nói đến ngay bố thí cho một cái vị Phật toàn giác cũng không bằng thí cho một tăng, một chư tăng một đoàn thể, dù rằng trong cái thời mạt Pháp. Thì con chưa có hiểu cái vấn đề này, có thể Ngài có thể giảng cho con rõ hơn là tại sao. Dạ, con xin trao mic lại. Nam mô Bố Thầy gia kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nên hiểu chữ tăng, nếu chữ tăng bình thường là chỉ cho bậc thánh,
Đây đọc trong cái lễ bái tăng bảo đó, tăng có bốn đôi tám vị đó. Đó, chư tăng, tăng là bậc thánh. Thành ra khi mà mình nhìn ông sư, mình không cần biết ông đó là ai, mình chỉ nghĩ tới tăng, chứ không có nghĩ tới ông sư đó nghe, nên nhớ. Thì cái phước nó lớn, tại mình cúng dường đến tăng. Chứ còn mình nhìn ông sư đó, mình nghĩ tới ông sư đó, là ông sư này quen với mình đâu, mình cũng cúng dường tới tăng, cho ông sư này đại diện tăng, cái chuyện đó thật lắc. Nhớ vậy đó. Đó. Thành ra dầu cái vị đó vào cái thời đó đó, chư tăng không còn đầy đủ những cái điều kiện đó giống như chư tăng bây giờ, tăng bây giờ, nhưng mà mình nhìn thấy ông đó là mình cúng dường đến tăng chứ không phải cúng dường đến ông đó, nên nhờ thì cái phước nó mới lớn, bởi vì mình cúng dường đến tăng mà. Chứ nếu mà cúng dường đến tăng mà mình nghĩ ông đó mình biết mà ông là người tu đó, chắc là tu là tăng là cái là tiêu. Nhớ đó, bởi vì mình dâng cúng đến Đức Phật á, phước nó lớn thiệt, nhưng cái đó là cá nhân tí, cá nhân tưởng thí. Còn mình nhận ông sư mà mình nghĩ tới chư tăng đó, tức là mình cúng cho tập thể của những cái người mà hành theo Đức Phật và duy trì giáo pháp Đức Phật cho tới ngày cuối cùng của cái giáo pháp đó, thì phước nó phải nhiều chứ. Đó. Nhưng mà phải biết cách thì nó mới nhiều chứ, còn không mình không ấy, mình cứ nghĩ là tăng chắc là phải cả chùa, không phải. Đừng nghĩ là tăng là phải nhiều vị hoặc cả chùa, không có đâu. Đó. Coi trong cái lời bái tăng bảo biết tăng có bốn đôi tám chúng đó, là vậy đó, tức là một vị cũng là tăng nếu là đó là bậc thánh. Mà mình khi mình dâng tới ông sư, mình không biết ông sư đó là gì, thì mình cứ nghĩ tới bậc thánh đó. Dầu rằng qua cái tăng tướng đó, mình đừng nghĩ là ông đó là mình quen ông đó tên gì đó, mà đó không có nên. Mình nghĩ tới tăng, tức là những bậc thánh trong giáo pháp này, thì cái phước nó mới lớn. Chứ còn mình nghĩ tới ông sư đó là cá nhân, thành cá nhân tí rồi, dầu rằng cá nhân á, thì cái mà được mình dâng cho cá nhân mới được phước nhiều nhất là dâng cho Đức Phật đó, là cá nhân. Còn mình dân dân đi phước báo vô lượng, mình nhớ chuyện đó ha. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con cũng thấy trong trong bạn đạo con đó thưa ngài, họ có sự cho dính mắc đối tượng á, thành ra đôi khi sự bố thí á, nó nhắm vô đối tượng, mà khi mà cái đối tượng không còn như ý của cái họ đó là đâm ra họ bất mãn và họ không tới chùa, họ cũng không bố thí, cũng không để bát, thì họ nghĩ rằng cái vị tăng vị cái vị đó đó không có giữ giới được trong sạch hoặc như vậy, thành ra con thấy nó cũng bị mất đi cái phước thiện, khi trong cái đó mình không nên nhắm vào đối tượng thì nó dễ hơn. Thì cái đó là cái điều mà con thấy ngay cả trong bạn đạo con cũng có những người như vậy. Dạ con kính tri ân ngài giảng dạy và dạ, con xin trả mic lại cho vị kế tiếp tại con giữ cũng hơi lâu. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân về những lời dạy của sư về các cái vấn đề vừa rồi. Dạ xin mời mọi người, dạ, rất là tri ân mọi người đã nêu vấn đề để cho sư giảng dạy cho cả rừng cùng học hỏi. Dạ. Dạ, xin mời mọi người còn kính mời nước xưa. Rồi xin gửi mic cho cái nick Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ thưa sư, như sư vừa nói về cái vấn đề là mình cúng dường đến chư tăng đó thưa sư. Thật sự thì con cũng hiểu cái vấn đề là mình cúng dường đến chư tăng thì là rất là tuyệt vời, nhưng mà như sư nói là mình không cần biết là vị như thế nào á, thì trong cái ân đức tăng á thưa sư, thì có là tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu theo phép giới định tuệ. Thì cái giới ở đây thì con nghĩ là cũng cần phải có giới á. Dạ. Thì khi mà cái vị đấy mà giữ giới được không có được chuẩn mực ấy, dạ.
thì cũng cũng khó thưa sư. Thì có phải là mình nên hiểu, bởi vì ví dụ như là cũng có những vị sư có thể là đi ngang qua thôi, nhưng mà họ ở có một vị đó ở nhà mình khoảng độ 15 ngày hay một tháng gì đó, nhưng mà vị không có chút giới hạnh nào, rồi thì họ cũng đi ra ngoài lang thang, rồi thì hút thuốc, rồi thì cũng mặc đồ bình thường đi đánh cầu lông, rồi thì nói chung là sau rồi chỉ có khi đi về thì mới thấy y làm sư. Thì cũng khó thưa sư. Thì nếu như mà mình cứ nói rằng là cứ cúng dường những vị đấy đi vì vị đấy cũng là sư này kia, thì con thấy nếu mà không có giới như vậy thì đôi khi ví dụ một người hiểu thì thôi cũng buông bỏ qua, không có chấp lách vì cũng là phàm tăng thôi. Nhưng mà khi mà để đối với những cái hình ảnh của chư tăng thưa sư cũng không được thanh tịnh, nó không được tốt đẹp lắm, thì đôi khi tiếp cận với những cái vị như vậy thì cũng sẽ không có được cái tâm sẽ bị bất an thưa sư. Thì dù mình có cúng dường hay không, đôi khi có khi phước thì chả thấy đâu, đôi khi còn còn có cái sự phiền não dạ, bởi vì là những vị đôi khi thì cũng có những vị thì rất là tế nhị, nhưng cũng có cái vị thì không tế nhị thưa sư, cho nên là cái này cũng rất khó đối với Phật tử chúng con. Nếu mà khi con được hiểu như vậy thì có gì sai mong sư chỉnh sửa cho con và chia sẻ thêm cho chúng con thêm được sự hiểu biết để mà mình tránh đi những phiền não, có những cái phiền não không 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 đáng để mà phiền não thưa sư dạ. Con kính dâng đức đến sư ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa cho quý vị. Quý vị nên tập, chứ nếu không nên tập nó cái sự đó nó nguy hiểm lắm. À, quý vị nên nhớ trong ba cái nghiệp, cái loại của nghiệp đó, tức là thân khẩu ý đó. Cái ý nghiệp đó, nó cho quả rất là khủng khiếp, chứ mình đừng có nghĩ là chuyện chơi. Trong kinh điển có đề cập tới cái vị như sổ đầy giá gì đó. À, gặp cái vị sư, cái thì vị sư này đẹp trai rồi này kêu sùng, cái nghĩ tầm bậy biến thành người nữ liền. Quý vị nên nhớ chuyện đó, nó khủng khiếp ghê lắm. Chứ rằng đó mình gặp vị sư đó, mình biết hay không biết, nhưng mà mình nghĩ tới cái tăng tướng này là của những cái vị thánh tăng, chứ mình đừng có nghĩ ôi cái ông sư này hôm qua tôi thấy ông vàng vậy chi vậy. Bởi cái tác ý đó rất là nguy hiểm chứ không phải không. Bởi vì nên nhớ chuyện đó, cái ý nghiệp nó rất là nguy hiểm. Chứ thành ra mình gặp biết hay không biết, là khi mình cái chuyện mình nên biết là cái chuyện mình đang làm phước đó, làm phước cho tăng thì nó tốt. Còn mình nghĩ tới mình thấy ông sư đó là mình nghĩ tầm bậy, là trước khi mình làm phước mình đã nghĩ tầm bậy, là mình coi chừng á, cái nghiệp nó rất là khủng khiếp, chứ nó không có dễ giống như mình nghĩ đâu nè. Nó cho quả mà không đủ nước mắt để mà khóc đó. Thành ra khi mình muốn làm phước thì mình nên nghĩ tới tăng, hình dáng một người như vậy cũng là tăng, nếu mình nghĩ là tăng. Chứ mình đừng nói ông sư đó tôi biết ông tăng tiến gì đâu, ông tào lao này kia, chung mỗi cái tư tưởng mình nghĩ vậy đó nó nguy hiểm cho mình. Chứ mình đừng có tưởng là cái chuyện nó chuyện chơi được ha. Ừ, thành ra tập đi, tập lần lần vậy đó, để cho cái thiện pháp mình làm á nó có nhiều năng lực. Chứ còn mình không biết mình cứ nghĩ bậy bậy đó, cái phước, cái thiện pháp mà mình làm ra đó nó còn bị lộn ngược nữa không chừng. Khi mình nhìn ông sư đó là cái mình có cái phán xét trước khi mình làm gì đó, coi chừng ăn thua gì tới mình đâu. Ngay cả trong chúng tôi nhớ nằm đâu, nhưng mà trong cũng có đề cập tới cái chuyện ông có vị thí chủ làm phước cho tăng, thì trong chùa có đưa một ông ra đại diện tăng để ấy, mà ông này là thứ tào lao, nhưng mà ông kia cũng không có khe, ông dân đồ để cho ông này ông mang về cho chùa, ông dân cho tăng. Mà cái ông này thấy ông này lịch sự quá rồi này kêu ông chồng sáng buồn mấy bữa sau mới bò ra,
bò ra để làm gì đó không biết, ông để chủ đó không làm tiếp. Không làm tiếp ha. Có tới nói lui ông nói ngày hôm qua là tôi dâng cho tăng chứ tôi đâu có dâng cho ông đâu, mà ông bữa nay ông qua đây ông tính kiếm chuyện với tôi vậy. Thấy không, mình dâng cho tăng chứ còn chuyện đó là gửi ông. Ông tầm bậy là khi khác mình không có tiếp, mình không có đụng tới ổng. Nhưng mà khi mà ổng đại diện chư tăng ra đây, ổng nhận cái đồ cúng dường á, mình không có lý do gì mà mình nói anh cha nội này tào lao gì mà tăng gì đó. Gì vậy, mình làm để có lời hay là mình làm để lỗ vốn à? Đừng nhớ gì đó, đừng bao giờ suy nghĩ khi mình đang làm phước, đừng bao giờ suy nghĩ gì tầm bậy cả, bởi vì nó sẽ hại tới cái việc thiện mình đang làm đó. Nên làm sao là trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, cái tâm mình luôn luôn là thiện pháp, nếu mình đang làm cái gì đó không? Để cho cái quả nó sẽ hoàn hảo hơn. Nam mô với thầy á. Dạ, sa thú ạ, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ vâng, chính vì thế mà con mới muốn đặt nhận ra những câu hỏi này, bởi vì là rất là nhiều người cũng từng Phật tử như chúng con ấy ạ, cũng từng là than vãn này kia thưa sư, cho nên là con mới hiểu rằng là nên hỏi trực tiếp để mà sư chia sẻ và tư vấn cho, thì sẽ bớt đi những cái tâm lăng xăng phiền não nhiều ạ. Vâng, con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ, con xin được dâng mic đến đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy gia, và con xin tri ân về những lời dạy vừa rồi của sư ạ. Nào xin mời mọi người ạ. Ở trong ba cái phần giới, định và tuệ đó, thưa thì cái tính đó, là nó thuộc về phần nào thưa sư? Nó thuộc về phần giới hay là phần tuệ hay là phần định? Dạ con xin gửi mic để cho sư chỉ dạy về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu mà mình nói mà nó có cái lý mịch thì tùy theo, còn nếu không thì nằm trong cả ba luôn. Bởi vì nó thật sự ra đó, bây giờ mình muốn muốn làm cái gì liên quan tới giới đó thì mình cứ nghĩ cái tâm thiện nó có bao nhiêu tâm sở đi theo nó. À, rồi định cũng vậy, nó có bao nhiêu tâm sở đi theo nó. Rồi tuệ cũng vậy, những cái việc gì làm liên quan tới giới, liên quan định, liên quan tuệ, nó đều có hết. Thành ra mình nếu mình lựa chọn cái điều kiện á thì có thể nó không có, nhưng mà mình không lựa chọn thì nó tới hết á, chứ làm sao nó không tới được. Ví dụ mình nói giới là để mình chỉ cho một số cái điều kiện đặc biệt của những cái tâm sở đó, nhưng cái tâm sở đó nó không đi một mình nó. Nó không đi một mình nó, khi mà nó đi là nó đầy đủ hết á, chứ nó không có một mình nó. Thành ra nếu mình lựa chọn một số điều kiện thì có thể nó không có, nhưng mà mình không lựa chọn, mình nói chung giới định tuệ thì phải có, tất cả đều phải có hết, chứ không phải cái gì không có đó. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ cái tính quyền rồi tính lực rồi chánh tính đều là có cái chi pháp là sở hữu tính, như vậy thì nó khác nhau như thế nào thưa sư? Dạ còn kính gửi mic cho sư dạ, chỉ dạy về cái sự khác nhau giữa cái tính quyền, cái tính lực và cái chánh tính. Dạ. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì coi cái thứ tự của nó là cái gì? Quyền rồi tới lực, tức là tính quyền là cái năng lực nó không bằng tính lực. Đầu tiên là tính lực. Không. Còn còn nói về cái phương diện đó thì chúng giống chúng tôi nói nãy đó. Mình hành tới đó là mình hành theo cái điều kiện gì? Đó, bởi vì nó muốn qua tới đó là mình phải qua tới niệm xứ. Thứ không chứ nó có 4 5 chuyện để nói, mà nó cũng có rất nhiều cái điều kiện để mình tu tập.
thì nó tới ra cái đoạn tới nó tới đó thì nó phải dựa vào cái điều kiện từ đầu. Ví dụ từ đầu đó là mình chuyên về niệm thân đi, thì trong đó những cái điều kiện và niệm thân đó, nó đưa tới cái tính quyền tính lực, thì cái năng lực nó như thế nào thì nó phải dựa vào cái đó. Đó, mình thành ra cái người mà hành cái pháp đó thì tới đó là biết cái đó là cái năng lực nó như thế nào liền. Còn mình ở ngoài thì mình chỉ nói theo cái điều kiện mà thực hành của họ mà thôi, chứ còn hỏi nó như vậy 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 thì nói không được đâu, cái đó tùy theo mỗi người. Thành ra còn nếu mà cái người mà làm cái vi tế hơn á, tức là họ niệm pháp á, thì khi mà tới tính quyền tính lực có đối tượng trong những cái phần của niệm pháp á, thì nó lại vi tế hơn nhiều. Vi tế thành ra thường thường á, thường thường đó nếu cái người hành thiền tứ niệm xứ đó, một đối tượng có thể hành cả bốn bốn điều kiện, có thể hành được bất cứ điều kiện nào theo cái tiền nghiệp của quý vị đó. Nhưng mà thường thường đó chúng ta thường thường làm ngược lại thành ra nó ít có kết quả. Làm ngược lại là sao? Mình vô là mình chọn niệm thân, mình chọn niệm thọ, mình chọn niệm tâm hay nào không pháp, cái đó mình không có chọn được, mà nó tùy theo cái tiền duyên tiền nghiệp của mình đã từng hành cái loại nào. Bây giờ đó thì thay gì đó nó là cái đối tượng đó, nhưng mà mình vẫn có thể hành thiền niệm thọ hoặc niệm tâm hoặc niệm pháp cũng được, chứ không cần cứ gì phải niệm thân cả nghe đó. Nhưng mà thường thường là mình hay lựa, ví dụ như ở đây có một số cái đường thiền niệm chuyên môn niệm thọ làm sao đó, nó rất đấy, mình nên nhớ chuyện nào một đối tượng nào nó cũng có cả bốn cái foundation hết, tùy theo cái tiền nghiệp tiền duyên của mình. Thành ra mình bắt nó là niệm thọ thọ thì mình niệm thọ, nhưng mà trong lúc niệm thọ nó vẫn có thể nó chen nó sàng qua sàng lỡ, với làm sao nó ở trong niệm thọ hoài được, thấy không? Mình cứ nghĩ về anh biết, nó tùy theo, thành ra mình cứ làm vậy đó, nó dựa vào một số cái điều kiện gì thì mình đi tới lui để mình biết. Biết là dựa vào cái đầu tiên là mình làm như thế nào, thì tới đó đó thì cái tính đó, tính quyền niệm quyền này là kim sùm đó, nó dựa vào cái điều kiện đầu tiên của mình. Chứ còn nó mình nói ngang mình hỏi hỏi cái hỏi ngang xương hỏi cái đó như vậy vậy thì chúng tôi chỉ trả lời được có một điều kiện thôi, tại vì nó là quyền quyền rồi mới tới lực, thì cái tính lực đó, nó mạnh hơn tính quyền thì trả lời được chưa thôi. Chứ còn mình tùy theo cái pháp hành của mình, chứ còn mình đâu có để nói là nó phải như vậy đâu, nó phải như vậy là không có được, không thể giác. Nam mô Bụt Thà dạ, dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. À, còn khoảng chừng 12 phút nữa, xin mời mọi người. Con kính mời nước vào sư ạ. Xin mời mọi người tiếp tục ạ. Mời mọi người gõ vấn đề của mình lên. Xin mời mọi người ha, tiếp tục đi. Đó. Rồi xin gửi mic lại cho mic tiếp theo. Dạ thầy ạ. Dạ con không thấy ai lên thì con xin hỏi thêm một câu. Thưa ngài, con học cái bài kinh câu pháp cú 2, còn câu bài 251 con mới để cái tiếng Pali. Thì ở đây có nói về tanha và raga, thì con không hiểu là có sự, con biết là nó có sự khác biệt, nhưng mà nó cũng nói về cái tham, thì ngài có thể
dạng cho con biết là cái khác biệt giữa tanh ha và raga không thưa ngài? Dạ, con kính trao mít lại cho ngài giảng dạy ạ. Nam mô Bố Thà gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó, nếu mà nói về thực tính pháp thì nó giống nhau, nhưng mà dựa vào khi mà nó nhận dạng đối tượng đó, thì nó sẽ chia ra rất rất nhiều loại, chứ nó không có phải cái là ở chỗ. Thành ra nó rất là nhiều chuyện chứ không phải không. Mà hỏi một cái chân trách như vậy đó, thì chúng tôi chỉ trả lời theo cái kiểu mà thống quát tâm sở tham. Nó có 90 loại khác nhau. Tham nếu mà chỉ cho sự thèm muốn, sự ái thèm muốn, thì cái tham đó nó gọi là tanh hả. Chúng tôi không biết dịch tiếng Việt là sợ nó không chính xác, còn đây dùng cái Bali là tanh hả. Thứ hai cũng có tâm sở tham đó, mà nó chỉ cho sự ham muốn về thể xác, thường thường mình dịch là dục lạc đó, thì nó là ra khá. Còn trừ cái tâm tham đó mà nó chỉ cho sự khát vọng với đối tượng một cách thông thông thường thôi, thì nó gọi là ca má. Còn cái tâm tham trong những sự thỏa thích hay vui thích ở đối tượng thì cái đó gọi là nan đi. Còn tham mà nói theo tiếng Việt là tham lam đó, cái gì cũng muốn hốt đó, thì cái đó gọi là avijja. Còn tâm tham mà ta tạo cho sanh, cho phiền não rồi phát sanh đó, nó gọi là chánê-tị. Chữ chánê-tị này đó có nghĩa là người mẹ, tức là phát sanh cho sinh con sinh đồ đó, tạo cái phiền não thì sao, chứ không có gì khác đó. Còn nếu mà cái tâm tham mà nó chỉ cho cái sự mong muốn có cái kiếp sống mới đó, thì nó gọi là bồ nốt phá quý ca. Còn tâm tham mà nó chỉ cho sự khao khát thì nó gọi là ichha, ichha. Mà tâm tham mà nó chỉ cho sự hy vọng là a xả. Mà tâm tham nó chỉ cho sự trói buộc thì gọi là sảnh vô chana. Đó, nó có 90 chuyện như vậy, chứ nó không phải là một hai chuyện. Nó tùy theo cái điều kiện của nó thì mình mới biết nó là cái gì. Tùy theo cái điều kiện giống chúng ta nói đó, thèm muốn ái dục, dục lạc chỉ cha muốn ấy gì khác vọng hy vọng gì trong sớm đó, là nó có cái tên riêng của nó hết, chứ nó không có phải tên chung đó. Thành ra khi mình lấy cái câu này ra đó, thì mình phải biết cái duyên sự của nó như thế nào mình mới có thể trả lời nó chính xác được, chứ nếu mình không biết duyên sự trả lời chính xác không được. Mà mình dịch tiếng Việt rồi để mình hiểu theo tiếng Việt càng cái sớm nữa đó. Thành ra mình học tới câu đó thì ráng chịu khó coi cái duyên sự của nó như thế nào, giải thích như thế nào đó, thì mình mới đoán ra cái đó nó là cái gì được. Chứ còn nếu không thì rất là nguy hiểm. Bởi vì Bali nó có rất nhiều nghĩa, nó ở chỗ này nó nghĩa khác, nó ở chỗ kia nó nghĩa khác. Đó. Chứ nó không có giống như tiếng thông thường của người đời. Thành ra học chữ Bali tại sao nó khó thì vậy đó. Nó chỉ cần thay đổi điều kiện là cái nghĩa nó khác liền. Đó. Thành ra chữ tham này nó có tới 10, 10, 9, 10 nghĩa vậy, là như vậy. Chúng tôi vừa đọc xong đó, thành ra tùy theo cái điều kiện như thế nào thì lúc đó mình mới biết chữ tham cho đó dịch là cái gì. Là nó đồng nghĩa với tanh hả, đồng nghĩa chữ ra khá, đồng nghĩa ca má, đồng nghĩa với tanh nan tí, đồng nghĩa avijja, đồng nghĩa với chane tị, đồng nghĩa với bono phá vi ca, đồng nghĩa với chả, đồng nghĩa a xả, đồng nghĩa với sảnh vô sảnh á. Tùy theo cái điều kiện đó, chứ còn nếu mà trả lời một cách chung chung thì rất là nguy hiểm. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy ạ. Và cái câu chuyện đó là năm cái vị thiện sự nam đi thính nghe pháp của Đức Phật thuyết đó thưa ngài. Và
năm vị thì mỗi vị có một cái kiểu nghe, thì một vị thì ngủ nghe được cái gì hết, một vị thì cứ sùi đất, một vị thì lắng tai nghe. Thì đại khái khi mà Ananda mới nói với Đức Phật là tại sao những cái vị như vậy nghe pháp của Đức Phật mà rất là không có thực tôn và cũng không có sự lắng nghe giáo pháp, thì Đức Mụn Sư mới thuyết lên cái bài kệ như vậy và nói với giáo pháp của Như Lai khó mà có thể, nó vi thâm thâm vi diệu, nó khó mà có thể như mà cái người thường có thể mà nắm bắt được hoặc biết được nghe được. Thì cái đó là con chỉ tóm tắt cái phần đó, thì tại vì con thấy nó được lại hai cái từ đó nên con cũng hơi thắc mắc như thế này. Dạ, yeah. Thôi con trao mic lại cho chào tràng. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôi, dạ kính thưa quý vị. Thì lúc hiện tại thì mình mới coi cái duyên sự để coi cái ông mà hay làm gì đó đó, thì cái tiền kiếp họ làm gì mà bây giờ họ nghe pháp không mà làm cái đó, thì mình mới đoán được cái những cái chữ cho đó nó dùng cho ông đó là cái nghĩa gì đó. Thành ra nhiều khi cho nó phải tùy theo cái duyên sự, chúng tôi nói duyên sự là vậy đó. Ví dụ cái người đó không ngồi ngồi nghe mà ngồi làm gì đó thì mình phải biết cái tiền kiếp của ông đó là gì, thường thường trong câu giải hoặc là giải thích để mình biết cái chữ chỗ đó, đó dùng cho ông đó là nghĩa gì, còn dùng cho ông khác là cái ông làm gì đó là cái nghĩa gì, chứ không phải là cùng một nghĩa được ha. Đó thành bởi vì lý do đó là cái chữ tham này nè, lô phá này nè, cái 10 cái chuyện mà chúng tôi đọc hồi nãy đó là nó theo trong cái Paramattha Dipanitika, tức là trong sớ giải họ giải thích để cho thấy nó có tới 10 10 cái nghĩa khác nhau, chữ tham này có tới 10 cái nghĩa khác nhau chứ không phải một hay hai nghĩa đó. Thành ra còn chúng tôi nói câu đó là mình phải biết cái duyên sự đó, làm dựa vào duyên sự để biết coi cái ông đó tại sao mà ông nghe Đức Phật thuyết rồi ông ngồi ông cào đất hay là ông ngồi ông làm gì đó, thì phải coi lại trong chú giải coi ông đó tại sao cứ biết ông là cái gì. Thì trong chú giải có giải thích mấy cái đó để mình đoán là được những cái này, chứ còn nếu không không đoán được đâu ha. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy á, dạ đúng chính xác là vậy thưa ngài. Thì trong cái câu chuyện mà con được đọc á, thì nói một cái vị mà cứ chùi đất á, ngồi không nghe lắng nghe mà cứ dùng tay cái chùi đất á, thì Đức Bổn Sư có giảng cái bổn sanh của cái vị này á, là đã 500 kiếp làm con trùng, thành ra do vậy mà có thói quen cứ chùn đất. Còn cái vị lắc lắc cây rồi cái vị ngủ gà ngủ gật là một con rắn 500 kiếp là rắn, thành ra cứ ngồi cứ những cái kiếp làm rắn thì cứ nghe ngồi trên cái cây ngủ. Thì đó là một phần tóm tắt, nhưng mà để con tóm được ngày tuần sau có thể con nói rõ hơn thì ngày có thể giảng dạy hơn cái phần này. Dạ con xin trao mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị chắc có hết rồi, còn hỏi rồi còn có 2 phút nữa thôi, cho chúng tôi đi bác 2 phút này đi. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư con sanh nam nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh vào học thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn người dạ cùng các cận sinh nam nguyện nữ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt cực ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bổn Thầy, dạ Nam mô Tham Mài, dạ Nam mô Sẵn Khởi, dạ Nam mô Đà Tăng Nát Tây Giới Xa. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ Nam mô Tham Mài, dạ Nam mô Sẵn Khởi, dạ. Dạ, con kính tri ân Ngài Lễ Tông đã đến Phật, Rung Phật Giáo Nam Truyền để trả lời những câu hỏi thắc mắc của chúng con trong đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn Ngài. Dạ, giờ đây con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo và kính xin quý sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con xin đọc.
Uttamang ghe na hoàng đề hàng bà đa bằng sùng qua Uttamang Bút thể vô khá lý tổ đồ sô bút thô khá má tu tăng má mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm vi cần vị chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hàng khâm mạnh chế đu vi thăng quá rằng thăm mê vô khá lý tổ đồ sô thăm mô Khamma tu tăng ma măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng sanh khanh cha đu vi thốt ta măng sanh khê vô khá li tô đô sô sanh khô khamma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xả tội lỗi cho con. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài Trí Đức để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Không biết Ngài có trước máy hay không cho con biết để con dâng mít đến Ngài ạ. À. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, vậy con thấy có sư Tuệ Đức trong room xin sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con thỉnh sư. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Hôm nay ngày 29 hơi bận rộn một chút, quý vị quan hỷ ha. Rồi bây giờ xin được thay mặt Thi Tăng truyền phúc chúc lên đạo tràng pháp hội. Sua tha la tho chú tổ guru nó hồ bồ tát sa ne ro vô chú tổ hội sa ha sắc bế nhà tỷ phi sa tha la tha ta vô dụng hạ bố sát sa cho nên là rô ra chứ thực xã vô hị xã sắp bế nhà tí phí tệ thà lạc thà chứ thực xã vô dụng hạ bố sát sa cho nên là rô ra chứ thực xã vô thà xã sắp bế thì nhà tí phí tổ xin cho các thiền tín được sự lợi ích được sự an vui được sự tấn hóa trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiền tín phải bình hoàn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thái sĩ thị gia cho nát gia tham kinh tham an tu sinh tham an tu sinh tham an tu đăng phá lăng e ta sư minh ra ta nát ta gia sư minh xâm bá sa đà nà chê ta xôn tù xin chú hòa của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn.